Truyện quỷ bí chi chủ, tác giả, mực thích lặng nước. Chương 661, Thanh Tràng, 2 Lúc này, đại bộ phận đám tử khách đã tán đi, chỉ còn 7-8 người tránh ở những nơi khác nhau chờ đợi kết quả. Cơ Linh không có vẻ mặt nhìn quanh một vòng, để cho từng ánh mắt kia cuốn quyết thu trở về. Duy nhất dám nhìn thẳng hắn là Osken, vị nhân viên liên lạc quân đội này cao mày, nhìn Herman Sparrow mang theo một cái thi thể chậm rãi lại đây phanh. Thi thể nọ bay tới trước mặt hắn, đập ngã một cái bàn. OS Ken ngưng thần nhìn, đồng tử hơi có co rút lại. Kẻ xảo ngôn Mi Kim. Mi Kim phó thứ ba, trung tướng bệnh tật. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn về phía Herman Sparrow. Cơ Linh lộ ra nụ cười từng chút một nói. Nhớ cho tôi tiền thưởng. Nói xong, anh lại lấy xuống mũ dạ tơ lụa, hơi hơi cúi đầu, xem như chào, rồi xoay người đi về vị trí cửa lớn quán ba fragan Livet cảng bay am trên tàu White agate ellen nhìn cửa lớn phòng thuyền trưởng của mình bị thình một tiếng đẩy ra ngạc nhiên hỏi ken đã xảy ra chuyện gì os ken vẽ mặt có chút vặn vẹo chất vấn ellen ông giới thiệu cho tôi đến cùng là quái vật gì vậy herman sparrow ellen không dám xác định hỏi ngược lại os ken gật gật đầu Hắn cứ như vậy giết chết kẻ xảo ngôn, giết chết cự lực sĩ ngay ở quán Bar Fragan Live, ngay ở trước mặt tôi. Trước sau không vượt qua 5 phút, hắn cảm thấy mình muốn điên rồi. Mison Kim. Ellen giống như hỏi lại giống như tự nói ra cái tên kia. Tiếp theo, ông ta lộ ra vẻ cười khổ nói, xem ra chúng ta phải báo cáo lên trên rồi. Ông không đề cập tới lửa cháy, Danit cũng không đề cập tới sắt thép mai viết tử vong tốt osken chờ chính là một câu này ba giờ chiều trong một gian phòng có hoa viên phụ cận phủ tổng đốc bay am ellen cùng osken ngồi ở phòng khách trang sức thanh lịch chờ đợi đại nhân vật đáp lại không biết qua bao lâu một người nam trẻ tuổi tóc vàng chải chỉnh tề dọc theo thang lầu đi xuống nói với hai người ý tứ thượng tướng là nếu hắn tạm thời không có địch ý thì thực hiện hiệp nghị Tiếp tục hợp tác trước đó, nhưng phải có phòng nhất định bị, cùng điện báo về Bắc Luân, âm thầm điều tra rõ thân phận chân thật cùng ý đồ rời bến của hắn. Còn nữa, mang chuyện hắn đánh chết Mison Kim Tuyên Dương ra ngoài, Tuyên Dương cho đám hải đạo. Rõ, ngài lua rang." Ellen cùng OS Ken được chỉ thị rõ ràng lúc này nhẹ nhàng thở ra. Trong khách sạn, Cơ Linh làm bói toán, đến xong tiền mặt. Xác nhận lần này thu hoạch 327 bản chính Saung 5 Penny cùng một phần đặc tính phi phạm, chuyên gia chiến đấu, danh sách 8 con đường, chiến sĩ. Cái này cũng là vật phẩm giá trị 6-700 bản. Cộng thêm tiền thưởng Mison, cho dù trừ đi phí dịch vụ, cũng có vài ngàn bản. a à, OS can vị tất dám khấu trừ. Một số thu hoạch này không nhỏ, quả thực là tiền từ trên trời rơi xuống. Cơ linh tâm tình thoải mái nghĩ, sau đó cử hành nghi thức mang mấp máy đói khác đưa lên phía trên sương mù xám. Thẳng thắn mà nói, Long Uy, cùng loạn cùng ám chỉ tâm lý, ba năng lực phi phạm này đều tương đương hữu dụng, anh có chút không nở, nhưng nếu đã đáp ứng tiểu thư chính nghĩa, anh cuối cùng vẫn lựa chọn tuân thủ lời hứa. Phía trên sương mù xám, Cơ Linh dựa ra sau, cầm mấp máy đói khác, lặng lẽ vài giây. Cuối cùng, anh vẫn dựa theo dự định, thả ra linh hồn vị bác sĩ tâm lý kia. Bên bàn dài đồng xanh rất nhanh hiện ra một bóng người cao gầy, đây là một cô gái, khuôn mặt tương đối mơ hồ, cảm giác đau đớn cùng vặn vẹo rất khó thể hiện bằng lời. Cơ Linh nhìn cô ta, như nói chuyện phím. Còn nhớ mình là ai không? Ở trong không gian thần bí này, anh có thể trực tiếp thông linh. Vị bác sĩ tâm lý kia cảm giác oán độc yếu bớt không ít, cây đắng cười nói, đương nhiên nhớ rõ. Tôi là thành viên một tổ chức bí ẩn, tính đi đảo Tuscany gặp một người bạn, kết quả ở trên đường gặp hải tặc. Tuy tôi lợi dụng năng lực bản thân giải quyết lần tai nạn đó, nhưng hải tặc trốn thoát lại mang tình huống tương ứng nói cho Di Linh Giờ, hắn vì có được năng lực của tôi, cố ý cải biến kế hoạch di chuyển, ngăn chặn thuyền của chúng tôi, chuyện sau đó ngài hẳn có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn cẩn thận, tôi bị trực tiếp giết tử, không giống hành khách nữ khác gặp phải những chuyện càng đáng sợ hơn so với tử vong. Cơ Linh im lặng vài giây, nhẹ nhàng gật đầu. Cô có biết bộ sách cổ đại Rosel Du Ký không? Anh cho rằng nếu Rosel Du Ký xuất từ cự long nhất tộc, vậy nhóm bác sĩ tâm lý có lẽ nghe nói qua tên cùng tình huống cụ thể. Vị bác sĩ tâm lý, nữ kia tập trung hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, thực có lỗi, tôi chưa bao giờ nghe nói qua cái tên này. Cơ Linh không lằng nhằng ở đề tài này nữa, chuyển hỏi. Cô sắp tiêu tán, thu được an bình còn nguyện vọng gì không bác sĩ tâm lý kia cúi thấp đầu khẽ cười một tiếng rồi nói muốn sống lại được rồi tôi biết nguyện vọng này không thể được thỏa mãn cái khác cũng không cần tôi đã chết nhiều năm người nhà của tôi bạn bè của tôi hẳn đã sớm thu được tin dữ có truyền tin lại lần nữa sẽ chỉ làm cho bọn họ nữa nhớ loại đau đớn này như vậy đi cảm ơn cứ như vậy đi bóng dáng của cô ta nhanh ảm đạm biến mất không thấy chỉ lưu lại một cái đồng tử thật lớn màu vàng đồng tử màu vàng có thể chiếu rọi ra ý tưởng trong lòng mỗi người đây là đặc tính phi phàm bác sĩ tâm lý lưu lại cơ linh thở dài cân nhắc một ít chi tiết trong lời nói bác sĩ tâm lý vừa rồi cô ta đến đảo tuscany gặp một người bạn đi một mình không dẫn theo thân thuộc đảo tuscany ở phía đông nhất biển sunia cùng quần đảo ga gác một năm một bắc nó là thuộc địa phía đông nhất vương quốc Tru en mà quần đảo ga gác thuộc về đế quốc phô sắc người bạn gì đó sẽ ở chỗ đó sao bạn bè gì mà đáng giá ngồi tàu lâu như vậy để gặp gỡ cô ta tuy chỉ nói là tổ chức bí ẩn nhưng đại khái thuộc về hội tâm lý luyện kim đây là đang làm nhiệm vụ cơ linh tôn trọng lời thề không muốn đào móc bí mật của đối phương cho nên không có hỏi nhiều lúc này tự nhiên không có đầu đuôi gì anh rất nhanh đình chỉ suy nghĩ vấn đề phương diện này suy xét chuyện khác sau khi săn chết kẻ xảo ngôn mi sông kim mặc kệ căn cứ vào lý do gì mình phải ở ngắn hạn rời khỏi bay am trong khoảng thời gian này mình ở trong thành khẳng khái thật sự làm không ít chuyện từng tham dự hai đến ba tụ hội người phi phạm sau khi xác nhận có tài liệu chủ biến nổ đại sư hay không liền rời khỏi cơ linh nhanh chóng có quyết đoán tiếp theo thể hiện ra cảnh tượng thế giới cầu nguyện, đưa nó vào trong sương mù xám, đưa vào ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng tiểu thư chính nghĩa. Ori đang ở trên ban công lầu ba nhìn ra thôn trang phụ cận xa xa, nơi đó nóc nhà lấy ngói đỏ làm chủ, miêu tả hoặc tả thực hoặc trừ tượng đồ án cự lông. Bỗng nhiên, trước mắt cô hiện ra một mảng sương mù xám vô ngần quen thuộc. Bên trong sương mù xám, một bóng người mơ hồ đang khẩn cầu về thần linh ở trên cao, ngài kẻ khờ vĩ đại, xin báo cho tiểu thư chính nghĩa, có thể chuẩn bị giao dịch. Có thể chuẩn bị giao dịch. Ông ta đã lấy được đặc tính phi phạm bác sĩ tâm lý. Nhưng ngày hôm qua còn chưa có. Hiệu suất của thế giới làm ô ri kinh sợ, suýt nữa quên cảm tạ ngài kẻ khờ. Chương 662, Tự mình dọa mình. Hoàn hảo, cô sớm không phải là cô gái ngây ngô thiên chân như dĩ vãng nữa, đã kiến thức qua không ít đại sự, nhanh chóng bình phục tâm tình, thành kính đưa ra cảm tạ, cùng báo cho ngài thế giới biết, chờ đợi 2 đến 3 ngày, bởi vì cô chuẩn bị mang số tiền còn thiếu của quyến giả ngài kẻ khờ trả đủ. Tiền mặt trên người cô cũng đã gom đủ, nhưng phải bảo trì điểm máu chốt nhất định, nếu không dễ dàng bị người phát hiện không đúng. Đợi cho sương mù xám hư ảo tán đi, Ori nhìn xuống Sushi đang lặng lặng thưởng thức hoa viên ở lầu một, đi qua lại thông thả vài bước, âm thầm liếu lưỡi nói. Ngài, thế giới thật sự đáng sợ nha. Vào chạng vạn, trong quán ba si huyết. Mắt Lam mi mới tiêu hết tiền ở trong sòng bạc xong đi ra ngồi vào quầy ba, gọi ly rượu mạnh rang di. Hắn đang muốn nâng ly uống, đột nhiên nghe thấy người pha chế đè thấp giọng nói. Kẻ xảo ngôn, Mi Sơn đã chết. Ác! À, ai làm? Mắt Lam Mi đầu tiên là cả kinh, chợt có chút hương phấn hỏi có người đang khiêu chiến trung tướng bệnh tật tà một nhà mạo hiểm tên là herman sparrow trước đó một chút danh tiếng cũng không có ai biết thế mà có khả năng xử lý miso người pha chế không che giấu chấn động cùng kinh ngạc của bản thân hắn cũng vết ôn ông chủ quán chân chính ba fragan Livet, cự lực sĩ tôn. mắt lammi đang muốn phát biểu cảm khái đột nhiên nhíu mày sáng nay người của ôn đến hỏi hắn chuyện lửa cháy danis hắn nói cho đối phương, vị thủy thủ trưởng tàu Golden Dream kia ở cùng một chỗ với một nhà mạo hiểm xa lạ, đồng thời mượn dùng nghi thức, cung cấp tranh chân dung tương ứng. Ông đã chết, Mi Song Kim đã chết, một nhà mạo hiểm xa lạ tên là Herman Sparrow làm tay mắt lam, Mi đột nhiên rung rung một chút, trong đầu nháy mắt hiện ra hình ảnh làm cho hắn ấn tượng khắc sâu tới cực điểm. Người nam trẻ tuổi nhìn như quý ngài đứng ở lối vào quán bar, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng ánh mắt lạnh như băng quan sát tửu khách lui tới giống như đang tìm kiếm con mồi mắt lam mi mì rùng mình một cái không uống rượu nữa trực tiếp đứng dậy nhanh rời khỏi quán bar đáng sợ tên kia quá đáng sợ ngay cả kẻ xảo ngôn cũng chết ở trên tay hắn tuyệt đối là cường giả cấp tướng quân hắn khẳng định đang tìm mình muốn xử lý luôn cả mình không được không thể ở lại bay am phải lập tức quay về trên thuyền rời xa nơi này. Mắt lam, mi thẳng đến, Red Thitter, mạnh mẽ lôi mấy đồng bọn đi, trước tới rừng rậm ngoài thành phố, đi đường vòng đến cảng tư nhân do quân phản kháng khống chế. Trong ngõ nhỏ đối diện, Red Thitter, tìm thảo dược vẫn mở cửa, dược sư béo đát keo ngồi ở sau quầy, bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lo âu. Hắn đã thông qua các loại phương thức liên lạc với thành viên học phái sinh mệnh, tìm kiếm trợ giúp cần thiết, nhưng hắn không thể biết là ai sẽ đến khi nào thì đến, chỉ có thể chịu đựng sợ hãi cùng lo lắng tiếp tục mở quán, giả như chưa từng phát sinh chuyện gì. Đá keo, ngươi thực bất an. Con cú mèo mập mập không biết từ nơi nào bay trở về, dừng ở trên quầy nói. Không cần ngươi nhắc nhở, tao rất rõ ràng trạng thái của tao. Đá keo không kiên nhẫn huy tay. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ khi theo thầy học tập, luôn bị đối phương nhắc nhở phải cẩn thận tổ chức chính phủ cẩn thận huyết tộc chân chính. Vì thế, Roy Kim đưa ra không ít ví dụ, cái gì bị giam giữ vĩnh cửu trong lòng đất, vừa không thấy được ánh mặt trời, cũng không có phụ nữ, cái gì trở thành nhân viên nghiên cứu, dùng thân thể đi kiểm tra nguy hại của vật phong ấn nào đó, cái gì trải qua các loại thực nghiệm, biến gì thành quái vật chỉ còn bản năng, cái gì bị huyết tộc hút đi, hóa thành con. Rối Những điều này khắc thật sâu ở trong đầu mập mạp, làm cho dũng khí vốn khuyết thiếu của hắn trực tiếp biến mất sau khi thầy rời khỏi luôn chỉ ở một thành thị một đoạn thời gian có phiêu lưu bại lộ là lập tức rời đi đã keo cố gắng thu liễm cảm xúc sợ hãi mang lực chú ý dời tới vấn đề làm thế nào giải cứu thầy ông lão bị bắt đã một đoạn thời gian vì sao còn nhốt ở trong phủ tổng đốc lấy năng lực của quân đội muốn biết rõ tình báo nào thì nên đã sớm biết rõ rồi mặc kệ là trực tiếp xử quyết thu hoạch tài liệu hay là đưa vào trong nhân viên nghiên cứu Tất nhiên đã đưa ông lão đi. Chẳng lẽ ông lão dùng biện pháp gì đó giấu giếm bí mật, hoặc là bọn họ muốn ông lão trở thành gián điệp? Ai? Trực tiếp đáp ứng đi. Đá keo gãi tóc, suy nghĩ phát tán ra không bờ bến. Dần dần, hắn nghĩ tới lần thông tin cùng giữa mình với thầy Roy Kim. Ông lão luôn thích đưa ra nhắc nhở ở những nơi xem qua thực bình thường, trong lá thư này có thể cũng cất giấu tin tức cùng loại hay không? Lá thư này cũng không nói điều gì chỉ hẹn gặp mặt ở phụ cận Red Twitter, hơn nữa khoe ra kỹ xảo đánh bạc của ông ta, vì, rõ ràng là dựa vào vận may, ông ta còn bảo mình đi tiệm tạp hóa Mapel phố Enmet, mua một viên xuất sắc, làm tốt chuẩn bị nhận giáo dục. Mình vẫn chờ gặp mặt mới đi mua, nên vẫn chưa có đi, có lẽ nơi đó có bí mật. Đác keo tựa như người chết đuối bắt lấy một cọng cỏ cuối cùng mà bắt lấy ý nghĩ. Rất nhiều con đường của Bayam vẫn dùng thành thị của Vương quốc Truen để đặt tên đã Keo dùng thời gian vài phút cố lấy dũng khí, mang theo con cú mèo, đóng cửa tiệm, đi ra ngõ nhỏ. Trong quá trình chờ đợi xe ngựa, hắn từ trong tay đứa nhỏ phát báo mua tờ, báo tin tức, vừa phát hành, nhằm chán lật xem tin tức trong nước quốc tế cùng quần đảo. Bỗng nhiên, hắn thấy một gương mặt quen thuộc, đó chính là nhà mạo hiểm báo cho hắn biết Troy Kim ở đâu. Herman Sparrow, ở giữa trưa đánh chết kẻ xảo ngôn, mi sôn kim tiền treo thưởng cao tới 5.400 bản. Mình thế mà ủy thác một nhà mạo hiểm lợi hại như vậy. Đá keo chật chật thành tiếng. Hắn rất nhanh mang việc này quảng ra sau đầu, lên xe ngựa, thẳng đến phố Enmet, tìm được tiệm tạp hóa Mapeo. Chủ quán là một phụ nữ đã có tuổi hòa ái, bà ta sau khi cao thấp đánh giá đá keo vài lần thì nói. Xuất sắc cậu cần trị giá một bản. Bà đây là đi cướp sao? đá keo ở trong lòng rống giận một tiếng, nhưng điều này làm cho hắn càng thêm xác định viên xuất sắc nọ có lẽ cất giấu manh mối. Thanh toán tiền, hắn tiếp nhận một cái hộp nhẫn rất nhỏ, mở ra nắp đậy, thấy bên trong có một viên xuất sắc sáu mặt màu trắng ngà, hướng lên trên là bốn điểm màu đỏ. Tuy thực nghi hoặc xuất sắc này quá bình thường, hơn nữa còn lấp đầy hộp nhẫn, hầu như không lưu khe hở, nhưng đá keo vẫn cẩn thận không nghiên cứu ngay tại chỗ, mà mang nó bỏ vào trong túi đi vào một con đường khác. Chờ đi đến chỗ yên tĩnh, hắn nhìn không được lấy ra nhìn thoáng qua, không cảm thấy viên xuất sắc kia có vấn đề gì. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi nhanh qua, dọa hắn nhảy dựng, cổ tay rung lên, làm rơi xuất sắc ở trên đất. Xuất sắc nọ liên tục lăn lộn, cuối cùng đình chỉ lại, một điểm màu đỏ hướng lên trên. Đá keo mắng đánh xe ngựa vài câu, sải bước chân, chuẩn bị nhặt lên. Một bước này vừa đi ra, thân thể hắn bỗng nhiên lão đảo, dưới tình huống không có chướng ngại vật nào, phành một tiếng ngã ở trên đất, ngã đến choáng váng đầu hoa mắt. Hắn nhất thời có chút mờ mịt, cứ như vậy nằm ở nơi đó, trước mắt đúng là viên xuất sắc màu trắng nhà kia. Chương 663, thành danh lên cao. Đá keo nằm úp sấp ở nơi đó, trong thời gian ngắn quên cả đứng lên, đầu tự như trống rỗng. Từ khi hắn phát dục trưởng thành, Cơ bản đã không gặp phải loại chuyện tự ngã như thế này, sau khi uống ma dược, các phương diện thân thể đều có tăng cường nhất định, càng là như thế, kết quả hôm nay lại khó hiểu ngã sắp xuống, quả thực không thể lý giải. Vừa rồi là dẫm phải cái gì sao? Đá keo bỗng nhiên hoàng hồn, bàn tay chống đỡ một cái, xoay người đứng lên, làm bộ vừa rồi té ngã không phải là mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện trên đất có gì cổ quái, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc gian nan đi tới mấy bước, nhặt nổi lên viên xuất sắc màu trắng nhà kia. Ngay ở lúc này, một vị cảnh viên tuần tra tự như đã nhận ra dị thường bên này, cầm theo đoạn côn, tay án súng ngắn, chạy chậm tới. Thấy một màn như vậy, dược sư béo đát keo đột nhiên có lo lắng, hoài nghi mình có phải dẫm trúng cạm bẫy hay không. Bọn họ bắt ông lão, nhưng vẫn không tới tìm mình, thật ra là đang âm thầm theo dõi, chờ mình phát hiện manh mối. Hiện tại, mình lấy được xúc sắc kỳ quái này bọn họ liền bức thiết đi ra người phi phàm chính phủ tới bắt mình đá keo phản ứng bản năng là quay đầu bỏ chạy nhưng vừa rồi ngã cũng có chút nặng đầu gối hắn đau đớn nhất thời lại chỉ có thể di chuyển bước nhỏ thấy cảnh viên tuần tra càng ngày càng gần mình muốn chạy lại chạy không được đá keo trong đầu chợt hiện ra nhà giam trong lòng đất hoàn cảnh vĩnh viễn chỉ có ánh nến nhốt ở bên cạnh lại là người phi phàm giống như quái vật kịch liệt thở dốc ở trong tối tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh viên tuần tra ấn tay vào bán súng, cách khoảng cách nhất định cẩn thận hỏi. Đá keo trong lòng đột nhiên trào ra sợ hãi khó có thể ngăn chặn, cổ tay rung lên, xuất sắc màu trắng ngà vừa nhặt lên lại rơi xuống đất, quay cuồng vài vòng. Lúc này đây là màu đỏ sáu điểm hướng lên trên. Đối mặt cảnh viên quan sát, đá keo giọng phát trung trả lời dẫm phải vỏ chuối chết tiệt, bị ngã một cú. Vừa dứt lời, trong lòng hắn nhất thời lập bộp một cái, bởi vì mặt đất căn bản không có vỏ chuối. Đáng chết, quá khẩn trương, còn không bằng nói thẳng tự mình ngã. Đá keo ảo não nghĩ. Hắn quyết định triệu hồi con cú mèo đầu ở trên nóc nhà đối diện, vì dãy dụ mà làm chuẩn bị. Cảnh viên tuần tra liếc mắt một cái, khẽ cười nói. Đi đường không cần quên nhìn dưới chân tôi vừa rồi còn tưởng anh bị ai cướp. Anh ta buông bàn tay đè lên súng ngắn ra, cầm theo đoạn côn, đi trở về. Đác keo vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng cảnh viên càng ngày càng xa, không rõ ràng đối phương đơn giản như vậy đã tin lý do tràn đầy sơ hở của mình. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía viên xuất sắc màu trắng ngà yên tĩnh nằm trên mặt đất, chân mày dần dần cau lại. Mình cũng không phải người ru en thuần khiết, cảnh viên này không cần lấy lòng chẳng lẽ nó đang phát huy tác dụng? Vô luận là mình ngã sắp xuống kỳ quái, hay là thuyết phục cảnh viên quỷ dị, đều là nó đang phát huy tác dụng. Nó là vật mà thầy bảo quản, nó là vật phong ấn quan trọng kia. Đá keo nhanh chóng có liên tưởng, cẩn thận đi tới, lại nhặt lên viên xuất sắc kia, mang nó nguyên dạng trở về bên trong hộp nhỏ chứa nhẫn, xuất sắc căn bản không có không gian chuyển động. Đưa ánh mắt đối với con cú mèo nhà mình đá keo nhặt lên tờ báo tin tức, trước đó mua, gọi một chiếc xe ngựa, khập khiển đi lên, địa điểm là Red Theater. Trong quá trình chiếc xe vững vàng chạy, bởi vì đêm đã buông xuống, đèn đường khí gas hai bên hào quang lại cách hơi xa, chỉ có thể chiếu vào một chút, hắn không vội nghiên cứu cái hộp nhẫn cùng xuất sắc bên trong, kiên nhẫn đợi về nhà. Tiến vào tiệm thảo dược, từ chỗ ở lầu 2, hắn thắp sáng đèn tường khí gas, đuổi chim ngốc ra khỏi phòng, bản thân ngồi ở trước bàn, lặp lại kiểm tra cái hộp nhẫn cùng xuất sắc màu trắng nhà. Rốt cuộc, hắn từng ngăn kép dưới đáy hộp nhẫn rút ra một tờ giấy gấp lại chỉ bằng nửa lóng tay. Đá keo không tiếng động hít vào một hơi, nhanh chóng mở tờ giấy ra, phát hiện mặt trên quả nhiên có ba đoạn văn tự dùng tiếng phô sắc cổ viết. Nếu thầy ba ngày sau thời gian đã hẹn còn chưa có xuất hiện, vậy nhất định là bị người bán đứng, chịu khổ bắt bớ, cho nên, còn không cần tùy tiện dốc lòng cầu xin giúp đỡ thành viên khác học phái, bởi vì thầy không thể xác nhận là ai làm, cái này sẽ mang đến cho con nguy hiểm rất lớn. Việc con cần làm chỉ có một, đó chính là mang theo viên xuất sắc kia tới đảo Olavi, mang nó giao cho người gõ chung cano của thành phố Cảng, sư phụ của thầy là Richard, nghị viên, đang trốn ở nơi đó, chuyện sau đó ông ta sẽ xử lý. Không cần lo lắng thầy sẽ tiết lộ bí mật, khi thầy viết xong phong thư này, ký ức có liên quan đều sẽ biến mất hoàn toàn, thậm chí không hề nhớ tới học đồ như con cho đến khi ta được giải cứu nhớ kỹ tận lực không cần sử dụng viên xuất sắc kia nó có đặc tính còn sống nhất định con dùng càng nhiều nó càng dễ dàng thức tỉnh ở thời điểm con không chú ý nó sẽ tự chuyển động chẳng sợ không có không gian khi nó cố định ở một xin tin tưởng thầy con sẽ còn đau đớn hơn so với trực tiếp tử vong bởi vì hầu như những chuyện con làm đều sẽ thất bại bao gồm vận động trên giường mà con thích nhất quả nhiên viên xuất sắc này rất nguy hiểm đã kêu theo bản năng cảm thán một câu chợt phát hiện mình hảo tâm lại làm chuyện ngu xuẩn hắn vì giải cứu thầy roi kim chiến thắng nhát gan lưu lại bay am phát ra tin tức xin giúp đỡ đến những các thành viên học phái sinh mệnh quen biết mà căn cứ nội dung trong thư cái này ý nghĩa hắn rất có khả năng bị vị bán đứng roi kim kia nhằm vào sao lại không nói sớm không mình sao lại không nghĩ đến việc đi mua xuất sắc này sớm một chút đá keo nâng hai tay lên cào lên đầu tóc hắn cũng không dám ở lại nơi này nữa quyết định đêm nay lập tức rời khỏi đây quyết định đêm nay phải đi mua vé tàu chợ đen sáng mai tới đảo olavi đó là một hòn đảo ở trên tuyến hàng hải quần đảo rốt tuscany phu chú của mình súng của mình đạn của mình đá keo bận rộn đến vật phẩm có thể cung cấp cảm giác an toàn vì bản thân khuyết thiếu sức chiến đấu mà sầu lo hắn rất nhanh có ý tưởng Đi qua đi lại, than thở nói. Mình phải mời vệ sĩ, mời vệ sĩ. Mời ai đây? Tốn bao nhiêu đây? Đá keo trong khi suy tư, ánh mắt đảo qua tờ báo tin tức mà mình mang về. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một đối tượng vệ sĩ tuyệt diệu. Herman Sparrow. Một nhà mạo hiểm cường lực có thể săn giết đại hải tặc bốn trăm bản. Nếu hắn chịu tiếp nhiệm vụ này chỉ cần không phải nghị viên ra tay, mình hẳn có thể thuận lợi đến đảo Olavi. Làm sao mới có thể tìm được hắn đây? Đối với Dán bố cáo ở các quán bar mà nhà mạo hiểm thường xuyên thường lui tới. Đá keo hơi gật đầu không thể nhận ra, mang chút ít vật phẩm nhét trở về vali trước đó đã sắp xếp xong, mang theo con cú mèo mập mạp, lại một lần đau lòng rời khỏi tiệm thảo dược. Ngoài hải vực quần đảo rốt, trong một cảng nhỏ lệ thuộc Truen, cái chết đen không hề cố kỵ đậu ở nơi đó, được chiếc thuyền vây quanh. Trung tướng bệnh tật Tracy vừa tắm nước nóng mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, làm xử lý cuối cùng vết thương đã cơ bản khép lại. Đối với một vị ma nữ mà nói, loại vết sẹo này là không tồn tại. Lúc này, thì nữ tóc vàng gõ cửa, sau khi được cho phép đi vào phòng thuyền trưởng. Cô ta nhìn Tracy, khuôn mặt đỏ lên, dời đi tầm mắt. Thuyền trưởng Bay am bên kia có điện báo phát đến cảng này. Mison, ừm, phó thứ ba bị người giết chết. Tracy dừng động tác lại, vẻ mặt trầm ngưng xuống, chần chờ hỏi. Biết là ai làm không? Chương 664, Điều kiện, 1. Cô Phái, kẻ xảo ngôn, Mison đi bay am điều tra sự kiện tập kích. Một là trừng phạt đối phương thất trách, hai là tuyên dương bản thân trọng thương, dụ dỗ những kẻ có ý đồ không tốt lại đến tập kích hoàn toàn không chờ mong mi sơn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu được tiến triển gì mang tính đột phá sau khi chờ bán thần được bất lão ma nữ gọi là quan chấp chính tử vong tiến đến gặp gỡ cô cố ý che giấu việc này không nhanh chóng thông báo mi sơn để cho tiếp tục trừng phạt nghĩ đối phương có thể điều tra ra cái gì dĩ nhiên là tốt không có cũng không phải là chuyện làm cho người ta thất vọng về phần mi sơn sẽ gặp phải nguy hiểm hay không cô cùng không thèm để ý cái này bản thân nó chính là một bộ phận trừng phạt. Nhưng làm cho cô không nghĩ tới là, Mi đã bị giết nhanh như vậy. Thì nữ tóc vàng đưa bức điện qua nói. Một nhà mạo hiểm tên là Herman Sparrow, có thể xác nhận là, năng lực phi phạm hắn dùng cùng loại với Long Uy. Herman Sparrow Long Uy Ha ha, Di cũng biết Long Uy, hắn hẳn là có dùng mấp máy đói khác chăn thả một vị bác sĩ tâm lý hoặc là thôi miên sư. Tracy tiếp nhận điện báo, cười lạnh hai tiếng, lẩm bẩm. Cô bước đầu có thể khẳng định, Herman Sparrow chính là kẻ địch ngụy trang thành Elan tập kích mình kia, hơn nữa dùng là năng lực của người không mặt mà Di Liên Dơ chăn thả kia. Mấp máy đói khác ở trên người hắn. Sau lưng hắn có một vị bán thần xa xưa được mẫu thân gọi là quan chấp chính tử vong. Đây là ý nghĩa, Di Giờ đúng là bị vị quan chấp chính tử vong kia giết chết hay không? Tracy không tiếng động tự nói, phất tay đuổi thị nữ tóc vàng ra ngoài. Đợi cho cửa phòng thuyền trưởng khép lại, cô khẽ cười một tiếng rồi nói. Nếu mình để lộ ra tin tức này, tổ chức sai sử Di Giờ ám sát công tước nê găng kia khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Trong ngắn mũi, cô thật sự có xúc động như vậy, nhưng lý trí ngăn trở cô bởi vì cái này ý nghĩa trực tiếp đắc tội vị quan chấp chính tử vong kia. Mà ở dưới tình huống đối phương rõ ràng chỉ bị nhận ra một lần, người hiềm nghi tiết lộ tin tức có thể lập tức tập trung vào cô. Đến lúc đó, trừ khi mình trốn về bên cạnh mẫu thân, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ bóng ma tử vong. Đối với thánh giả khác, mình cũng không cần sợ hãi như vậy, bọn họ nếu muốn tập kích mình, đầu tiên phải tìm được mình, hơn nữa sẽ có điềm báo trước nhất định. Cần tiêu phí thời gian không ngắn để đến đây, mình có đủ cơ hội tránh né nguy hiểm, nhưng, nhưng vị quan chấp chính tử vong này có thể mượn dùng xuyên qua linh giới, chỉ cần có thể xác định vị trí của mình, rất nhanh có thể xuất hiện ở bên cạnh mình. Tracy cắn môi, chán nản nghĩ. Cô bỏ qua tính toán trước đó, quyết định chỉ lưu ý hành tung của Herman Sparrow, một khi xuất hiện cơ hội tốt, tuyệt không buông tha. Mà lúc này, Colin vẫn ở trong khách sạn Triana chờ tiền thưởng phát xuống. 10 giờ tối, quán bar shop viết. Chờ đợi qua trưa vẫn chưa lấy được tiền thưởng cơ linh cố ý ra ngoài, đến trước mắt OS Ken dạo qua một vòng, được đáp án lưu trình đã xong, nhưng sáng ngày mai mới có thể phát tiền. Anh thuận tiện ngụy trang tham dự nhóm giao dịch riêng của nhà mạo hiểm trong quán bar shop viết, đáng tiếc không thể phát hiện tài liệu chủ ma dược hoặc vật phẩm thần kỳ biến ngẫu đại sư. Biến trở về nguyên dạng, cơ linh đè mũ dạ, ý đồ chen qua đám người rời khỏi quán bar đang ở giai đoạn náo nhiệt nhất tiếng động rầm rĩ nhất này lúc này từng ánh mắt đảo qua khuôn mặt hắn tuyệt đại bộ phận đầu tiên là ngẩn ra chợt rõ ràng đình trệ hai giây giống như đang phân biệt cái gì đó bỗng nhiên bọn họ đồng thời lùi tầm mắt về thối lui về phía cách xa cơ tự như thủy triều bị tách ra herman sparrow bộ dáng cùng thực lực bọn họ đã từ trên báo chí cùng lời đồn có hiểu biết nhiều chi tiết cũng dần dần truyền lưu ra ở những nơi mà nhà mạo hiểm hải tặc cùng thành viên xã hội đen tụ tập làm cho không ít người bước đầu đã biết tình huống lúc đó biết hành động vừa phát hiện kẻ xảo ngôn mison kim đã rút súng bắn điên cuồng trong nháy mắt của herman sparrow cho nên mọi người đều tự giác rời xa tên nguy hiểm này thương nhân mậu dịch Jeff đang uống rượu ở quầy bar bỗng nhiên nhận thấy bên kia khác thường theo bản năng xoay nửa người nhìn qua hắn rất nhanh thấy quý ngài khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng kia, trong đầu tự nhiên hiện ra tranh chân dung ở trên, báo tin tức. Herman Sparrow sang dết, kẻ xảo ngôn. Ngay sau đó, Duff nghĩ tới nội dung tán gẫu khi gặp mặt cai rác thủ lĩnh quân phản kháng vào lúc chạng vạn, xác nhận nhà mạo hiểm điên cuồng trước mắt này cũng không bài xích hải thần, thậm chí chứng kiến quân phản kháng lén giao dịch cùng trung tướng núi băng. Có lẽ có thể mang anh ta phát triển thành tín đồ hải thần cho dù hắn không có hứng thú đối với tương lai của quần đảo, ở trên chuyện nào đó nói không chừng cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Ralph hai tay dao nắm, đặt bên miệng, làm ra động tác giống như đang thổi ốc biển, đây là một trong những thủ thế cầu nguyện về phía hải thần Cavitewa. Sau đó hắn đứng dậy, cầm ly bia đi về phía Herman Sparrow. Lúc này, Colin cũng chú ý Ralph tới gần, hơn nữa nhận ra đối phương là ai. Đó là tín đồ thành kính từng mang hai vạn đồng bản vàng một phần ba tài sản kính dân cho hải thần. Đó là người trước hải tặc này thương nhân được hắn phái đi làm quỷ từ thiện nhi đồng. Thông qua tin tức có liên quan đến quỷ từ thiện cùng đối phương luôn cầu nguyện thực chân thành, anh hiểu biết đối với Jeff có thể nói bao dung các mặt, cho nên, anh thực nghi hoặc đối phương vì sao lại ý đồ tiếp xúc Herman Sparrow. Có ủy thác. Chuyện mà quân phản kháng nhân các loại nguyên do không thể đi việc. Cơ Linh nhìn Ralph, chậm bước chân lại. Ngài Herman Sparrow. Ralph nâng ly bia trong tay. Cơ Linh gật đầu, tự nhiên duy trì hình tượng nói. Tôi cùng không biết anh. Ha ha, quen biết giữa các nhà mạo hiểm luôn rất đơn giản, có lẽ chỉ cần một ly bia. Ralph chỉ chỉ quầy ba, có hứng thú làm một ly hay không? Tốt. Cơ Linh ẩn sâu nghi hoặc, đơn giản đáp lại. Ngồi vào góc quầy ba anh gọi ly bia nam xứ weal vừa uống vừa nhìn rev không chủ động mở miệng bị một cường giả cấp tướng quân hải tặc lẳng lặng nhìn chăm chú cũng không phải thể nghiệm gì tốt rev uống ngụm bia che giấu tinh thần căng thẳng cao độ cười nói tôi có nghe nói qua anh ở trước lần gặp mặt hôm nay biết anh là một quý ngài chân chính không có kỳ thị đối với dân nguyên bản thuộc địa Cơ linh trong đầu hiện lên từng lời kịch cuối cùng dừng hình ảnh ở vài từ tương đối phù hợp hình tượng nói trọng điểm. Ralph suýt nữa bị sặc, ho nhẹ hai tiếng nói. Tôi có vinh hạnh giới thiệu với anh thần của chúng tôi, người cứu vớt của quần đảo, quyến giả của biển lớn Cavitewa không? Anh cũng biết, biển lớn là rộng lớn như thế, gió bão là đáng sợ như vậy, đơn thuần bằng vào bản thân, cho dù đại nhân vật cấp tứ vương, cũng không thể cam đoan nhất định có thể chiến thắng các loại khó khăn mà sinh tồn, lúc này, chúng ta sẽ cần một vị thần linh, một vị thần linh có thể đáp lại anh, chấp chưởng quyền lực biển lớn cùng gió bão. Giới thiệu mình với chính bản thân mình, sau đó để cho mình tín ngưỡng chính mình. Chương 665, Điều kiện 2 Cơ Linh khống chế khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuyển nói, tôi càng cảm thấy hứng thú các người có vật phẩm thần kỳ, loại tính có công kích rất mạnh hay không. Rớp lộ ra nụ cười chân thành nói. Chúng tôi không có nhưng chỉ muốn anh thành kính tín ngưỡng hải thần có lẽ có một ngày sẽ thu được ban cho tương ứng tôi không có không cần thay tôi hứa hẹn lung tung cơ linh nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười anh cảm thấy nói chuyện như vậy là không có cách nào tiếp tục vì thế một ngụm uống cạn hơn phân nửa ly bia nam xứ uêu rồi nói tôi sẽ suy xét một chút anh đang muốn rời khỏi người pha chế bỗng nhiên đi lại nghiêm mặt nói ngài herman sparrow nơi này có một quỷ thác tiền ngài. Cái gì? Cơ Linh liếc mắt nhìn Rev một cái. Người sau thức thời bưng ly bia, rời khỏi chỗ ngồi. Hắn đối với thành quả hôm nay đã thực hài lòng, bởi vì vốn không nghĩ tới một lần là có thể mang nhà mạo hiểm điên cuồng phát triển thành tín đồ hải thần. Mục đích của hắn chỉ là để cho đối phương biết có một loại khả năng như vậy, cùng chủ động suy nghĩ lợi hại. Đợi cho góc quầy ba khôi phục yên tĩnh, người pha chế vội vàng cười nói, hắn tự xưng là dược sư mà ngài biết có nhiệm vụ muốn ủy thác cho ngài nếu ngài có hứng thú có thể ở chỗ này chờ đợi chúng tôi sẽ dựa theo phương thức ước định liên lạc với hắn dược sư quen biết đát keo mập nuôi con cú mèo đát keo mập hắn sẽ có ủy thác gì giải cứu roi kim thầy của hắn loại chuyện này mình là không làm được phiêu lưu thật sự rất cao ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh Cơ Linh quyết định trước nghe đối phương đến cùng là có ủy thác gì, tốt. Khi tiếp cận 11 giờ, Cơ Linh ở bên trong phòng bia số 3 quán ba sốt phiết gặp dược sư béo đát keo sợ hãi rụt rè. Đối phương đã đổi áo bào vu y nông thôn tương đối bắt mắt, mặc lên áo talaba của người địa phương, quần ống rộng thêm giác két dày màu cà phê, mà con cú mèo mặt tròn kia đang lẳng lặng đứng ở trên vai phải đát keo, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào nhà mạo hiểm đối diện cảm giác rất giống tiểu thư, chính nghĩa, đánh giá đối với thành viên khác của hội Taro. Con cú mèo này có lẽ thật sự là sinh vật phi phàm, loại hình, người quan sát. Cơ linh lòng có phán đoán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, trầm thấp hỏi, anh có ủy thác gì? Là như vậy. Dược sư béo tay trái đưa vào trong túi, nắm chặt cái hộp nhẫn kia, tôi sắp có một đoạn lữ hành, đi đảo khác, ha ha, đại khái cần ba ngày. Bởi vì sự việc nào đó, tôi khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm đương nhiên cũng có khả năng sẽ không tóm lại tôi cần một vệ sĩ mà anh là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến anh nói lời này thật giống như tôi thật ra chẳng có gì lợi hại chỉ là người mà anh quen biết quá ít không cứu thầy rời khỏi bay am đây là đi tìm giúp đỡ hoặc là đã giải cứu nguy hiểm chính là đến từ quân đội đuổi bắt cơ linh vừa phỏng đoán chân tướng sự việc vừa bình tĩnh hỏi nguy hiểm lớn chừng nào đác keo môi ngập ngừng vài cái rồi nói tôi không thể xác định nếu nếu nguy hiểm vượt qua phạm vi năng lực của anh anh có thể trực tiếp giao tôi cho đối phương cái này là chúng ta hiện tại giao kèo sẽ không phá hư thanh danh của anh nếu không phải mình biết người này nói chuyện luôn không dễ nghe mình sẽ nghĩ người này đang dùng phép khích tướng cơ linh ngẫm nghĩ rồi nói anh có thể trả dạng thù lao gì đã keo vốn định nói thẳng ra đáp án đã sớm suy xét nhưng nhất thời lại có chút do dự bởi vì sự việc quả thật rất nguy hiểm lợi thế nếu không đủ rất khó đã động herman sparrow hắn sợ hãi nghị viên xuất hiện trước khi sự việc tuyệt vọng có vệ sĩ cũng có thể đề kháng cái này cũng là nguyên nhân hắn nhất định phải mời cường giả cơ linh liếc mắt nhìn hắn một cái lãnh đạm nói anh có thể trước suy xét một chút tôi đi nhà vệ sinh trở về nói cho tôi biết đáp án nói xong anh xoay người đi ra cạnh cửa xoay nắm tay bước đi ra ngoài anh ứng đối như vậy nhìn như lão luyện có loại tiêu sái cùng lạnh lùng thuộc về nhà mạo hiểm thợ săn cùng tiền thưởng nhưng trên thực tế anh cũng không phải là thật muốn cho dược sư béo thời gian suy nghĩ thuần túy là tìm cơ hội đi nhà vệ sinh đến phía trên sương mù xám bói toán đây mới là mấu chốt anh có tiếp nhiệm vụ hay không ra khỏi phòng bia, đi vào nhà vệ sinh, cơ linh xếp hàng, rốt cuộc đời được một cái bồn cầu trống. Tiến vào bên trong, anh chợt nhíu mày, bị hoàn cảnh dơ bẩn cùng khí vị tanh tưởi làm cho muốn ói, suýt nữa quay đầu bước đi. Cố nén đóng cửa lại, ghê tẩm bấm nút xả nước, anh vừa cảm thán hoàn cảnh bói toán ác liệt, vừa đi nghịch bốn bước biên độ nhỏ, mở ra nghi thức. Bên trong phòng, đã keo đợi cho bóng lưng Herman Sparrow hoàn toàn biến mất mới nhanh nhẹn đóng cửa lại, hỏi con cú mèo ở trên vai, hắn có thể bán đứng tao không? Sẽ không. Con cú mèo lẩm bẩm nói, còn nữa, khi hỏi tôi phải có lễ phép, xin gọi là Ngài Harry. Đác keo thịt béo trên khuôn mặt giật giật. Ngài Harry, ngươi cho rằng hắn sẽ nhận dạng thù lao gì? Tôi rất khó nhìn thấu hắn, hắn am hiểu che giấu vẻ mặt bản thân. Con cú mèo thản nhiên đáp lại. Ngài Harry chết tiệt, không, con chim ngốc chết tiệt. Đã keo âm thầm mắng một câu, đi qua đi lại, suy nghĩ về chi trả. Qua một hồi, Cơ Linh quay về phòng Bia số 3, mở miệng hỏi, đã nghĩ tốt chưa? Anh đã bói toán ở phía trên sương mù xám, nhiệm vụ lần này trình độ nguy hiểm có thể chấp nhận, hơn nữa hắn vừa vặn cũng muốn rời khỏi bay am trong thời gian ngắn. Ba ngày tám trăm bản, cùng với hữu nghị của chúng tôi, tôi là chỉ hữu nghị của thầy tôi cùng bạn bè của ông ta đá keo không quá tự tin nói. Cơ Linh lặng lẽ vài giây rồi nói. Ba thiên một nghìn bản. Mặt khác, tổ chức các cậu giúp tôi tìm một vật phẩm thần kỳ công kích cường lực, tôi sẽ dựa theo giá hợp lý mà trả tiền. Một nghìn bản, tôi nào có nhiều như vậy? Đá keo do dự rồi nói, tôi dự chi ba trăm bản, còn lại đợi đến địa điểm, tìm được người mà tôi muốn tìm thì sẽ trả. Hắn tính để cho thầy của thầy đến trả phần còn lại. Cơ Linh bình tĩnh gật đầu. Thành giao. Dược sư béo đát keo nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chợt mặt dày cười nói, tôi có thể cho rằng, bảo hộ là có hiệu lực từ giờ trở đi hay không? Nghe được vấn đề của dược sư béo, Cơ Linh trong lòng cười thầm, mặt ngoài lãnh đạm, bắt đầu từ khi anh trả khoản tiền đầu tiên. Đát keo đầu tiên là không chút do dự lấy ra bó lớn tiền mặt, tiếp theo đau lòng đếm ra, đây là 300 bảng. Anh có thể thực hiện ước định. Cơ Linh tiếp nhận tiền mặt, gật gật đầu nói. Không thành vấn đề. Đá keo nhất thời thả lỏng không ít, tự như người chết đuối rốt cuộc bắt được phao cấp cứu. Chừng nửa giờ sau, trong khách sạn Triana, Đá keo ngẩng ra nhìn nhà mạo hiểm cường đại Herman Sparrow nói với nhân viên trong quầy trực đêm, đổi một gian phòng xa hoa. Nói xong, Cơ Linh lui ra phía sau hai bước, tự như mang vị trí nhường cho dược sư béo. Đá keo nuốt ngụm nước bọt, chần chờ hỏi. Tôi trả. Trong lúc làm nhiệm vụ, toàn bộ chi tiêu đều từ cố chủ gánh vác, đây là quy củ nhà mạo hiểm. Cơ linh mặt không đổi sắc đáp lại. Tôi tin mới là lừa ngốc. Chẳng lẽ anh kêu vài cô, Red Twitter, đến đây, tôi cũng phải trả tiền thay anh. Đá keo ngẫm nghĩ, gượng ra nụ cười nói, chúng ta có thể chỉ dùng một phòng bình thường, như vậy càng dễ dàng bảo hộ vậy anh có thể tự ở, Cơ Linh không chút nào cố sức sắm vai Herman Sparrow. Đá keo ha ha cười hai tiếng, đi đến trước quầy, không có vẻ mặt gì nói, một gian phòng xa hoa. Đợi chân chính vào ở, sau khi vào phòng ngủ nhỏ, dược sư béo đá keo một bên mở ra cửa sổ, để cửa cú mèo ngại Harry, một bên lấy ra hộp nhẫn ở trong túi áo, kiểm tra tình huống viên xuất sắc kỳ dị kia. Sau khi xác nhận xuất sắc vẫn giống như trước đó, bốn điểm hướng lên trên, không có biến hóa, đá keo lặng yên thở hát ra. Chương 666, kẻ địch không giống. Bắt Luân, trong một căn phòng bình thường. Anh Giang Will tỉnh lại từ trong giấc ngủ thâm trầm, phản ứng đầu tiên là xác nhận tình huống bản thân. Đây là chuyện hắn mỗi ngày đều lặp lại làm, bởi vì hắn không thể biết được sau khi mình ngủ, 008 sẽ biên ra câu chuyện gì, mang đến dạng ngoại ý muốn gì. Sau khi xác nhận mình không có bị thương, Ansejanhui mang giày da, đứng lên. Hắn không ngoài dự đoán thấy, 008 đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, giống như một cây bút lông chim bình thường nhất, thông thường nhất. Nhưng mà tối hôm qua nó đã bị khóa ở trong một cái tráp kim loại có tầng tầng phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp. Ansejanhui ngưng trọng đi qua, một tay cầm 008, một tay mở ra bản bút ký bên cạnh, phát hiện nơi đó đã thêm gần một tờ văn tự. Will không nghĩ tới bản thân tối hôm qua đã làm chuyện gì, nhưng hắn đã sâu sắc nhận ra một ít vấn đề. Hắn nhìn về phía gương, phát hiện bản thân bên trong lại có loại cảm giác xa lạ, giống như trong cơ thể sinh ra một Ancient Will khác. Hắn cúi đầu, thấy trong kẻ móng tay hai tay có tồn tại dị thường rõ ràng, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi tối hôm qua đã làm cái gì. Xem hoàn toàn miêu tả này, Ancient Will theo bản năng liền nhìn về tấm kính lớn toàn thân trong phòng chỉ thấy bản thân bên trong vẫn mù một mắt, khuôn mặt như tượng điêu khắc cổ điển không có một chút nếp nhăn, nhưng ở vị trí góc miệng của hắn, lại lưu lại một chút ý cười, hình thành đối lập rất rõ ràng với ánh mắt chăm chú. Giờ khắc này, Einstein Will cảm thấy sắc mặt của mình có chút phát thanh, phía dưới hốc mắt thêm đen, lại phối với nụ cười mà hắn hoàn toàn không biết sao lại xuất hiện, chỉnh thể có vẻ cực kỳ âm trầm, tàn nhẫn cùng quỷ dị. Hắn nâng hai tay lên, cúi đầu, thấy trong kẻ móng tay có từng khối nước buồn màu đen đã khô, tự như nửa đêm ngày hôm qua đi hoa viên bào rễ cây vậy. Tuy đã từ con đường, tử thần, chuyển tới con đường, đêm tối, trở thành một người gác đêm, nhưng Ains Giang Nguyên cũng không có mất đi năng lực phi phạm trước đó, vẫn là một kẻ thông linh mạnh mẽ, đạo sư lĩnh vực tử linh, cho nên, hắn lập tức tính câu thông linh hồn bên ngoài căn nhà, hiểu biết tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, khóe mắt hắn liếc đến một đoạn nội dung cuối cùng trên bản bút ký. Einstein ý đồ thông linh, nhưng bị ai phát hiện mình không hề có thu hoạch, tự như có kẻ chuyên nghiệp nào đó xử lý toàn bộ manh mối. Hắn thực lo lắng, hắn không biết tối hôm qua mình đến cùng đã cuốn vào chuyện gì. Einstein vẻ mặt càng thêm trầm ngưng, thử tiến hành thông linh, như trong dự đoán không có thu được kết quả gì đáng bất ngờ. Buổi sáng thứ tư, Bên ngoài quán bar Fragan Livet đã thay đổi ông chủ phía sau màn. Cơ Linh vòng tới một ngõ nhỏ yên lặng, thấy Oesken mang theo một cái túi da nhỏ. Tiền thưởng của cậu. Oesken mang cái túi da không tính là lớn ném qua. Cái này thật ra cũng không phải là tiền thưởng trên ý nghĩa chân chính, thuộc về quân đội ứng trước. Tài chính liên quan đến phủ tổng đốc cùng vương quốc, lưu trình cần đi rất nhiều, ít nhất còn ba ngày nữa mới có thể hoàn thành. Cơ Linh tiếp lấy túi da, mở ra tại chỗ, thấy bên trong là từng sấp tiền mặt xếp chỉnh tề, lấy một bản cùng năm bản làm chủ. Tổng cộng 5.400 bản, không có trừ hoa hồng. OS Ken gượng cười nói. Đổi là nhà mạo hiểm khác, ông nhiều lắm là cho 4.000 bản, còn lại là để chi tiêu cho một loạt nhân viên. Nhưng đối diện là một tên điên cuồng, thực lực lại tiếp cận tướng quân hải tặc, ông sợ hãi bị bắn chết tại chỗ nên đành phải làm như thế quân đội hẳn sẽ không lấy tiền giả gạt mình. Cơ Linh nắm lên một sấp tiền mặt, tùy tay rung lên một cái. bốn trăm bảng. Đá keo tránh ở bên ngoài ngõ nhỏ nghe thấy lời nói của Osken, nhìn trộm cái túi da kia một cái, bị từng sấp tiền bên trong làm hoa cả mắt. Hắn là lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy ở cùng một chỗ. Nhà mạo hiểm thật sự là một chức nghiệp kiếm tiền, săn bắn thành công một hải tặc là có mấy ngàn bảng, bảo hộ mình ba ngày thu vào một nghìn bản thêm một cái yêu cầu, ngẫu nhiên còn có thể tìm được thuyền chìm cùng bảo tàng. Mình vì sao phải làm dược sư, mà không phải nhà mạo hiểm? Sớm một chút biết nên tuyển con đường phi phàm may mắn kia. Đác keo cực kỳ hâm mộ nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh đã nhớ lại hiện thực, đó chính là đại bộ phận nhà mạo hiểm thật ra đều không phải quá giàu có như vậy, cho dù thật có thể phát một số tiền, có một phần ba thu vào là phải cống hiến cho dược sư, không phải trị liệu thương thế, tiêu trừ bệnh cũ, thì chính là mua thuốc trợ hứng, đối phó bệnh không tiện nói ra. Vẫn làm dược sư an toàn hơn. Đá keo ở trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này, Cơ Linh đếm sơ xác định đại khái kim ngạch đóng lại túi da, nói với OS Tôi sẽ rời khỏi bay âm một đoạn thời gian, nếu có tin tức gì, nên thông báo cho anh như thế nào. Cậu muốn rời khỏi bay âm. OS Ken hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Cơ Linh nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiếp một nhiệm vụ vệ sĩ. OS Ken đầu tiên là giật mình, chợt xuất hiện ra một loại cảm giác thoải mái không hiểu. Đồ điên này nếu trường kỳ ở Bay Am, một ngày nào đó sẽ gặp phải đại sự, vẫn nên phiêu đảng trên biển, chiến đấu cùng đám hải đạo kia có vẻ tốt hơn. OS Ken lúc này mỉm cười nói. Cậu có thể trực tiếp phát điện báo đến đây, ghi lên địa chỉ của tôi, cục điện báo có người của chúng tôi. Tốt. Cơ Linh mặc áo khoác len màu đen không có nói nhiều, cần túi da xoay người rời khỏi ngõ nhỏ. Anh cùng đá Keo đi thẳng đến khu cảng, chuẩn bị lên tàu chở khách sớm nhất đi đảo Olavi, còn cú mèo đã bay lên hàng cây bên đường, có vẻ lén lút, bọn họ tối hôm qua đã mua được vé tàu chợ đen. Lên thuyền trước nửa giờ, đá Keo có chút dày vò, sợ hãi người bán đứng thầy đột nhiên đuổi tới, tập kích mình. Loại cảm xúc này vẫn duy trì đến khi hắn tiến vào khoang thuyền hạng nhất tương ứng mới dịu xuống. Chỉ cần tàu chở khách đi ra biển, người phi phạm không có năng lực phi hành hoặc tàu riêng sẽ rất khó chặn lại ở trên đường. Mau khởi hành, mau khởi hành. Đá keo nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào tự nói. Lúc này, con cú mèo kia đã đi lên theo, đầu ở vai trái hắn, cờ linh thì ngồi ở trên ghế, đề phòng khả năng bị tập kích đúng lúc này sắc trời chợt trở nên ảm đạm tiếng gió càng ngày càng mạnh độ ẩm trong không khí rõ ràng tăng cao có gió bão đá keo trợn mắt bật thốt lên cái này ý nghĩa tàu có khả năng sẽ không thể khởi hành đúng giờ có lẽ sẽ trễ mất mấy giờ mà như vậy đá keo sẽ thừa nhận rất nhiều phiêu lưu không cần thiết hắn quay đầu nhìn về phía herman sparrow gượng ra nụ cười nói anh có biện pháp nào không thật ra cũng có ví dụ như anh lập tức cầu nguyện về phía hải thần cavitewa mà tôi lập tức đi phía trên sương mù xám hưởng ứng su tan đi trận gió bão này nhưng không cần hoài nghi vài phút thậm chí mấy chục giây sau hải vương giang cu mần sẽ chạy tới mà hắn công kích còn có thể sớm hơn cơ linh nhìn dược sư béo bình tĩnh đáp lại tôi chỉ là một nhà mạo hiểm đã keo biết mình quả thật không nên chờ mong không cần thiết như vậy chỉ có thể thầm mắng thời tiết một tiếng, quay người lại, nhô đầu ra ngoài cửa sổ, nghiên cứu tình huống cụ thể. Oanh đung Một đạo tia chớp trắng bạc đánh xuống, ở trước khi cơ linh có phản ứng đã thẳng tắp đánh trúng đá keo. Đá keo nhất thời run rẩy ngã xuống, toàn thân bốc khói, làn da cháy xém, điện xà tán loạn. Chương 667, Phán định, 1 Cơ linh suýt nửa kinh ngốc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy có người ở thời tiết giông tố bị ti chớp bổ trúng. Cái này cũng quá xui xẻo đi. Hắn ngắn mũi đã quên cứu viện đát keo. Con cú mèo ngài Harry cũng ngẩn ra vài giây, sau đó thét lên chói tai. Mau, mau. Trong túi ngầm thứ hai bên trái hắn có bình thuốc, mau cho hắn uống. Con cú mèo này có thể nói. Cơ linh nhíu mày, tiến lên vài bước, cuối người, tìm ra bình thuốc đỏ như máu nọ, sau đó mang nó mạnh mẽ dốc vào miệng đá keo. Qua gần hai phút, đá keo rốt cuộc thanh tĩnh, vừa phủi đi làn da cháy đen, vừa gian nàng đứng lên nói. Tôi, tôi đi xử lý thương thế một chút. Hắn tập tỉnh tiếng vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Làm xong tất cả cái này, hắn xuất ra cái hộp nhẫn kia, trầm trọng mở ra cái nắp. Bên trong hộp nhẫn hầu như không có không gian để chuyển động, viên xuất sắc màu trắng ngà kia không biết khi nào đã có thay đổi màu đỏ hai điểm hướng lên trên. Bên ngoài phòng khách, Cơ Linh đứng ở tại chỗ, hồi tưởng tất cả phát sinh trước đó, chân mày cau lại từng chút một. Giờ này khắc này, anh không hiểu cảm thấy nhiệm vụ vệ sĩ lần này sắp sửa đối mặt với kẻ địch có lẽ không quá giống với dĩ vãng. Đợi cho đá keo bước đầu khôi phục, một lần nữa đi ra, Cơ Linh ngồi ở trên ghế, thân thể thoáng ngã về phía trước mở miệng nói. Nói rõ một chút cái này quan hệ đến tôi cung cấp bảo hộ như thế nào nghe được herman sparrow nói đác keo phản ứng đầu tiên chính là không có giữ lại mà mang chuyện xuất sắc kỳ dị tình nói ra để cho nhà mạo hiểm mà mình bỏ ra con số lớn để thuê nắm giữ được căn nguyên vấn đề cam đoan an toàn của bản thân mình một cách hữu hiệu nhưng hắn chợt nghĩ tới thầy dặn dò nghĩ tới xuất sắc nọ rất có thể là vật phong ấn tương đương quan trọng trong học phái một khi báo cho herman sparrow biết chuẩn xác có lẽ sẽ dụ phát tham lam của đối phương, để cho sự việc. Phát triển về phía càng thêm không tốt. Lời đồn nhà mạo hiểm vì thu được lợi ích càng nhiều hơn mà giết chết người ủy thác nhiệm vụ ở trên biển không có một ngàn, cũng không sai biệt cho lắm, mình lại không biết Herman Sparrow, không rõ ràng hắn là người thế nào, phải đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Hơn nữa xuất sắc mới tự chuyển tới hai điểm, tình cảnh không tính là xấu nhất tuyệt vọng nhất, còn cơ hội chờ đợi đã keo do dự vài giây rốt cuộc đưa ra quyết định tính trước tránh đi trọng điểm chỉ nói hiện tượng mặt ngoài hắn theo bản năng tránh đi ánh mắt nhìn như bình thản của herman sparrow nói là như vậy tôi cùng ta thầy lệ thuộc một tổ chức bí ẩn chạy trốn là vì nội bộ xuất hiện phản đồ bọn họ nắm giữ con đường có liên quan đến vận mệnh có thể làm cho bản thân may mắn để cho mục tiêu xui xẻo tôi tôi có lẽ đã bị nguyền rủa cho nên mới có thể xui xẻo bị sét đánh trúng như vậy. Giải thích xong, hắn mạnh mẽ che giấu thấp thỏm trong lòng, chờ đợi Herman Sparrow đáp lại. Hắn có thể tin mình hay không đây? Nhà mạo hiểm thực lực mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú như hắn hẳn rất khó lừa gạt. Hắn nếu phát hiện mình đang nói dối, quá nữa sẽ mang mình trực tiếp dìm xuống đáy biển. Đá keo đứng ở nơi đó, lo sợ bất an, tự như học sinh bị thầy giáo gọi lên giảng đường vậy quả nhiên là học phái sinh mệnh, con đường, quái vật. Cơ Linh có chút suy nghĩ gật đầu. Tôi rõ ràng. Anh tận lực bớt hoạt động, tôi sẽ suy xét ứng đối vận rủi như thế nào. Ặc. À. Đá keo ngẩn ra một chút, không thể tin được Herman Sparrow tiếp nhận lý do mình lâm thời làm ra dễ dàng như vậy. Hắn mạnh mẽ gượng ra nụ cười, liên tục biểu đạt cảm tạ, sau đó trở lại phòng thuộc về mình, lưng dựa cửa, lấy ra cái hộp nhẫn kia. Bóp. bàn tay hắn khẽ run mở ra nắp hộp phát hiện xúc sắc màu trắng ngà không biết khi nào thì đã quỷ dị xoay đi sáu điểm hướng lên trên cái này thể hiện mình vừa rồi là đủ may mắn cho nên thuận lợi lừa gạt herman sparrow Đá keo hơi giật mình nghĩ con cú mèo harry ngài một lần nữa hạ xuống lại không lựa chọn bả vai dược sư béo tự như đối với chuyện trước đó suýt nữa bị sét đánh trúng lòng còn sợ hãi nó đứng ở trên bàn gỗ ánh mắt tròn vo nhìn về phía trước nói đá keo ông thực khẩn trương cái này mày không cần nói tao cũng biết đá keo tức giận nói con cú mèo mở cánh ra nói được rồi tôi sẽ đổi một cách nói khác tôi cho rằng tôi phải suy xét chuyện đổi mới chủ nhân herman sparrow tự như là một lựa chọn không tệ tao thì sao đá keo ngạc nhiên hỏi nhất thời quên cả tức giận con cú mèo harry ngài hắt hai tiếng ông chẳng lẽ không có phát hiện lo lắng cùng sợ hãi trong lòng của ông sao chính ông cũng hoài nghi mình có khả năng không thấy được mặt trời ngày mai xúc sắc cổ quái kia thật sự thật sự rất nguy hiểm nếu tôi là ông tôi sẽ mang nó trực tiếp quăng ra ngoài cửa sổ quẳng vào trong biển để thầy của thầy ông tự mình đến vớt mày làm sao biết thầy của thầy tao đã keo bật thốt lên hỏi lại ngài Harry kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không cần hoài nghi thị lực của một con cú mèo. Đát keo đã lâm vào suy nghĩ, không để ý trả lời của nó. Không được, như vậy không được, quản xuất sắc vào trong biển không thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Dựa theo cách nói của ông lão trước kia, nó chẳng sợ bị biển lớn mai tán, qua vài ngày, cũng có thể làm cho các nhân vật lớn đến nhặt, vậy sẽ thật sự mất đi, chim ngốc, mày là không đủ thường thức thần bí học, không rõ ràng sự quan trọng của vật phong ấn này. Tự như kỹ nữ được hoan nghênh nhất trong trét thiết này, luôn có thể hấp dẫn đàn ông khao khát. Bao gồm ông. Con cú mèo Harry bình tĩnh đáp lại, về phần vấn đề thường thức thần bí học không đủ, tôi nghĩ có một câu danh ngôn có thể giải thích, đại đế Russell từng nói qua, con cái nếu không nhận được giáo dục tốt, đó là khuyết điểm của phụ thân. Những lời này cũng có thể dùng để miêu tả vấn đề giữa sủng vật cùng chủ nhân được rồi đá keo mặc kệ thế nào tôi đều cho rằng ông phải trao đổi một chút chuyện xuất sắc với herman sparrow nếu không kế tiếp sẽ càng thêm nguy hiểm tao xem một chút xem lại thế nào có lẽ nó sẽ cố định ở sáu điểm đá keo do dự nói hắn ngồi ở mép giường nằm xuống lúc này một trận bão táp tàn sát bừa bãi dần dần bình ổn bầu trời bắt đầu trong xanh tàu chở khách thổi lên còi hơi trong phòng khách khoang hạng nhất cơ linh nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cầu vòng mông lung hiện ra sau cơn mưa trong lòng cũng không bình tĩnh giống như mặt ngoài kẻ địch đơn thuần hắn cũng không sợ hãi trên biển lớn trừ bỏ tứ vương cùng bán thần chính phủ trừ bỏ tướng quân hải tặc lấy hình thức đội tàu xuất hiện cái khác đều rất khó uy hiếp đến hắn có được mấp máy đói khác cùng mấy vật phẩm thần kỳ tốt cho dù thuyền bị đánh chìm cho dù rơi vào trong biển hắn có được các loại phù chú lĩnh vực hải thần cũng có thể tìm được chạy trốn đường. Nhưng thứ vận may này, rất khó có thể nắm bắt, không ở trong phạm vi năng lực của hắn, thậm chí không thể nghĩ được biện pháp ứng đối. Tuy danh hiệu của mình là vua vàng đen chấp trưởng vận may, nhưng cái này là từ nghi thức đổi vận kia cải thành, mà nghi thức đổi vận tác dụng rất hiển nhiên không phải làm cho người ta thoát khỏi vận rủi. Chuyện đá keo có chút khó làm, chỉ có thể vất vả một chút, chặt chẽ chú ý tình huống của hắn, một khi xuất hiện sẽ vận xui dẫn đến tử vong, lập tức ra tay cứu viện. Hy vọng có thể chống đỡ qua mấy ngày nay, chống đến đảo Olavi, trưởng bối dược sư béo hẳn có biện pháp để cho hắn đổi vận. Cơ linh dây dây thái dương, cũng không có gì bất thường. Chương 668, Phán định, 2 đã kêu tối hôm qua quá khẩn trương không thể ngủ ngon bất tri bất giác lâm vào cảnh trong mơ. Qua một hồi, bụng hắn nói cho hắn, nên dùng bữa trưa. Hắn cố gắng mở to mắt, vừa vặn phía trên lại giống như đè ép một người vô hình, làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Hắn cảm thấy gáy của mình đang trướng lên, có chút đau đớn, cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, tần suất trái tim đập vượt qua bình thường. Sẽ không chứ, sẽ không bất ngờ chết đi ở trong mộng chứ. Đác keo cố gắng giãy dụa, nhưng thế nào cũng không thể tỉnh lại, cả người càng ngày càng vô lực. Đúng lúc này, miệng của hắn bị một vật sắc nhọn mở ra, chất lỏng lạnh lẽo theo đó chảy vào, cùng chảy dọc theo đường cong khuôn mặt, nhiễm ướt cầm cung cổ. Thân thể đá keo dịu đi một chút, mắt trốt cuộc lặng lẽ mở ra, thấy hai con mắt tròn màu vàng đang kề sát giống như có thể chạm vào đầu của mình vậy. Nuôi sủng vật phi phàm vẫn là có tác dụng. Đá keo đầu tiên là cảm khái, tiếp theo nhanh chóng ngồi dậy, lấy ra cái hộp nhẫn kia. Lúc này, xuất sắc bên trong chuyển tới một mặt khác. Một điểm. Xui xẻo đến suýt nửa chết bất ngờ trong mộng. Không, cảm giác không phải đơn giản như vậy, nó tự như phóng đại xác suất nào đó, ví dụ như xác suất chết bất ngờ trong mộng, xác suất bị ti chớp bổ trúng. Không, không được, cứ tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối sẽ chết. Đá keo cực kỳ sợ hãi nghĩ. Sợ hãi nhanh chóng chiến thắng hắn, làm cho hắn tay cầm hộp nhẫn, vọt tới cạnh cửa. Có lẽ là bởi vì thiếu chút nữa chết bất ngờ ảnh hưởng, hắn lại không có sức lực gì, nắm lấy tay nắm, lại khó có thể xoay mở. Cứu mạng! Cứu mạng! Con cú mèo ngài Harry kêu lên. Phanh! Cửa phòng bị mở ra, đụng vào trên đầu đá keo, nếu không phải cơ linh cố ý khống chế lực lượng, vị dược sư béo này có lẽ đã vỡ đầu, máu tươi giàn dụa. Bất chấp xoa nắng cái trán bầm tím, đác keo bối rối nói là nó là nó là viên xuất sắc này làm cho tôi xui xẻo nó hiện tại là một điểm tôi làm chuyện gì cũng đều thất bại hắn vừa rồi đã nghĩ mang cả câu chuyện báo cho herman sparrow biết chờ mong nhà mạo hiểm mạnh mẽ này có thể cho ra đề nghị hữu hiệu về phần khả năng đối phương vì tham lam mà giết người hắn cũng không có bài trừ chỉ là cho rằng trong hai chuyện xấu nếu phải đưa ra lựa chọn vậy phải chọn cái tương đối kém hơn. Nói với Herman Sparrow khả năng sẽ chết, không nói thì nhất định sẽ chết, lựa chọn như thế nào căn bản không phải là một vấn đề cần suy xét. Xuất sắc mất thì mất, sinh mệnh của mình quan trọng hơn. Đá keo đúng lý hợp tình nghĩ. Sau đó, hắn thấy Herman Sparrow lộ ra một nụ cười lễ phép nói. Cảm tạ sự hài hước của cậu. Chuyện cười này coi như không tệ. Cái này không phải chuyện cười. Đác keo cúi đầu nhìn về phía hộp nhẫn, chỉ thấy một điểm đỏ tươi như máu nọ không có biến hóa gì. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngay cả có lý do đủ thuyết phục cũng sẽ thất bại. Dược sư béo bỗng nhiên trở nên tuyệt vọng. Thật đó. Hắn nói là nói thật. Con cú mèo Harry ở bên cạnh đập loạn cánh. Đá keo lại chợt xuất hiện hy vọng nghe thấy Herman Sparrow trầm thấp nói. Vậy vì sao không ném nó vào trong biển? Nói xong, cơ linh lễ phép đóng cửa phòng lại đi trở về phòng khách người này khẳng định cất giấu bí mật không thể bị hắn dùng lý do sức sẹo lừa được cơ linh ngồi ở trên ghế chờ đợi đát keo nói ra tình huống càng cụ thể càng chi tiết đát keo chán nản một lần nữa ngồi xuống một chút cử động cũng không dám sợ hãi gặp phải xui xẻo hắn không có phát hiện viên xúc sắc nọ lại đổi mặt hướng lên trên lần này là ba điểm trước bữa trưa Cơ Linh tiến vào nhà vệ sinh, làm trống bụng. Sau khi rửa tay, anh Thuận tiện tiến vào phía trên sương mù xám, chuẩn bị xem tích lũy cầu nguyện của tín đồ hải thần. Anh vừa ngồi vào ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ, trong đầu đột nhiên hồi tưởng các chi tiết, ánh mắt chợt trợn to. Mình, mình sao lại sẽ tin vào lý do như vậy mà không có trải qua cân nhắc? Mình sao lại sẽ cho rằng viên xuất sắc kia là lý do sức sẹo? hai lần liên tiếp vừa rồi giống như bị mở heo che lấp tâm linh vậy, không, không là như thế, là đát keo giải thích vừa vặn phù hợp suy đoán nào đó của mình, vì thế, mình theo bản năng xem đó là thực, xem đó là giả. Cơ linh đồng tử hơi có lại nghĩ. Giờ này khắc này, trong lòng anh đã có phán đoán. Viên xuất sắc kia thật sự có vấn đề. Phía trên sương mù xám, trong cung điện như chỗ ở của người khổng lồ. Cơ Linh ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loan lỗ, suy nghĩ không ngừng quay quanh viên xuất sắc kỳ dị kia. Nó có thể làm cho mình không hề phát hiện dị thường mà chịu ảnh hưởng. Cái này đã nhắm chừng có thể so với 008 lúc trước, chỉ là một cái ngay trước mặt, một cái trốn ở sau màn. Nó khẳng định là vật phong ấn, hơn nữa thuộc về loại tiếp cận đỉnh, cho dù không phải cấp không, cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt trong cấp một. Thứ thuộc về vận mệnh này, mình tạm thời vô lực can thiệp nhưng lại không thể bị động ứng đối theo thời gian trôi qua vật phong ấn tận cấp cùng loại thường thường sẽ tạo thành phá hoại càng thêm nghiêm trọng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh dược sư béo ví dụ như mình cùng hành khách trên thuyền cơ linh suy tư một hồi không có đầu mối quyết định lập tức quay về thế giới hiện thực hắn không biết nên phong ấn viên xuất sắc nọ như thế nào hoặc là yếu bớt ảnh hưởng của nó như thế nào nhưng hắn rõ ràng có người biết Người này chính là ráng thủy ngân, Will Onsetin còn ở trong bụng mẫu thân, còn ở trong trạng thái thai nhi. Tiến vào phòng ngủ, lấy từ ví tiền ra con hạt giấy kia cùng mở nó ở trên bàn, cờ linh nhìn dấu vết chà lau còn tồn tại ở mặt ngoài, cầm lấy bút máy, viết xuống câu hỏi đơn giản. Xử lý viên xuất sắc nọ như thế nào? Anh gấp con hạt giấy trở lại nguyên dạng, nhét vào ví tiền, tiếp theo đi vào phòng người hầu bên ngoài, đưa tay khẽ gõ tam hạ. Cái này không tính vi phạm hình tượng Herman Sparrow, bởi vì anh là đồ điên hào hoa phong nhã. Đương nhiên, Cơ chủ yếu là sợ hãi tùy tiện mở cửa sẽ trực tiếp đụng chết dược sư béo đá keo xui xẻo. Cái này thuộc về kiến thức mà series phim Final Destiny mang đến cho anh. Mặt khác, Cơ còn có chút lo lắng trực tiếp mở cửa sẽ thấy hình ảnh mù mắt. Lấy sở thích mà đá keo biểu hiện ra ngoài, hắn phát hiện bản thân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm cực đoan lại khó có thể thoát khỏi, chỉ có thể chờ chết, xác suất không nhỏ là sẽ quyết định sản khoái lần cuối cùng. Cơ Linh đang lẩm bẩm, nghe thấy dược sư béo hữu khí vô lực đáp lại. Chuyện gì? Còn chưa chết là tốt rồi. Cơ Linh thật cẩn thận mở cửa, thoáng ngã người về phía trước, nhìn đát keo cùng hộp nhẫn mở ra trước mặt hắn, bình tĩnh hỏi. Mấy rồi? Không phải có đồng hồ treo tường sao? Đá keo vẫn là bộ dáng không có tinh thần kia Tôi hỏi là xuất sắc Cơ linh ngắn gọn bổ sung Vẫn là ba điểm Đá keo đầu tiên là trả lời theo bản năng Chợt xoay đầu quá, nhảy dựng lên Anh tin tưởng tôi Cơ linh không có đáp lại Miễn cho đối phương nhớ tới cảnh tượng Herman Sparrow bị xuất sắc lường gạt vừa rồi Anh xoay người, giọng điệu không có phập phòng nói Mang xuất sắc ra bên ngoài chương 669, đe dọa. Tốt. Tốt. Đá keo cùng con cú mèo Harry bất ngờ lên tiếng, hầu như đồng thời. Bọn họ một nâng lên hai tay, một giơ lên cánh. Chờ dược sư béo cực kỳ cẩn thận cầm hộp nhẫn đi ra, cơ linh chỉ chỉ bàn trà nói. Đặt ở trên đó. Anh vừa nói vừa ngồi ở sofa bên cạnh, hai khửu tay đặt ở trên đùi, thân thể ngã về phía trước quan sát viên xuất sắc kỳ dị kia xem từ bề ngoài xuất sắc này không có gì cổ quái trên ý nghĩa thần bí học khác nhau duy nhất so với xuất sắc bình thường là cho dù ba điểm cũng dùng màu đỏ cơ linh cẩn thận không đụng vào thoáng thẳng người dậy nhìn về phía dược sư béo đát keo ngồi ở trên ghế đối diện cùng con cú mèo béo harry đậu ở trên lưng ghế phía sau miêu tả tình huống cụ thể đát keo không giấu giếm gì nữa cười còn khó coi hơn so với khóc nói cái này là một vật phong ấn quan trọng bên trong tổ chức chúng tôi, nhiệm vụ của tôi chính là mang nó đưa đến trong tay nhân viên chỉ định ở đảo Olavi. Nhưng mà, anh cũng thấy đấy, nó cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ tự chuyển động, cho dù căn bản không có không gian tương ứng. Khi nó chuyển tới 6 điểm, người nắm giữ sẽ đủ may mắn, làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thoải mái thành công, tự như tôi trước đó dùng lời nói dối tương đối sức sẹo cũng lừa gạt được anh vậy. Không cần đề cập chuyện này, anh một ngày nào đó sẽ bởi vì mồm miệng mà bị người hung hăng giáo huấn một trận. Cơ Linh không có vẻ mặt gì lắng nghe. Đá keo tiếp tục nói. Một điểm thể hiện người nắm giữ sẽ cực kỳ xui xẻo, chuyện gì cũng không thể thành công, cho dù tôi mang sự việc không có dấu giếm gì nói cho anh toàn bộ, anh cũng sẽ không tin tưởng. Hai điểm hẳn là vận rủi trình độ nhẹ hơn một ít, nhưng vì sao làm cho tôi bị tia sét bổ trúng? Điều này làm cho người không thể lý giải ba điểm cùng bốn điểm thuộc về xui xẻo cùng may mắn bình thường cái này có thể xác nhận năm điểm đối ứng với hai điểm anh còn chưa tính là đủ xui xẻo nếu không tôi vừa rồi đã muốn đánh anh một trận rồi cơ linh ngẫm nghĩ bình tĩnh nói từ giờ trở đi các người thay phiên theo dõi viên xuất sắc này khi nó hạ đến dưới ba điểm lập tức nói cho tôi biết chúng tôi đã keo nhất thời có chút mờ mịt bao gồm tôi con cú mèo trên ghế dựa phía sau lưng hắn nâng cánh bên phải lên. Cơ Linh dựa vào lưng sofa phía sau, gác đùi phải lên, bình tĩnh nói. Cái này có trợ giúp bảo trì tinh lực, duy trì chú ý. Nói xong, anh dùng cầm hướng về con cú mèo. Mày bắt đầu trước. Tên của tôi là Harry. Con cú mèo than thở một câu. Harry. Cơ Linh nhịn ý cười, chuyển nói với đá keo. Anh đi kéo chuông. Để cho người phục vụ lại đây, từ giờ trở đi, chúng ta lựa chọn phục vụ đưa cơn. Trước khi đến đảo Olavi, anh phải thời khắc ở trong phòng khách, không thể đi nơi nào cả. Cho dù anh muốn vào nhà vệ sinh, cũng phải ở trạng thái ba điểm cùng bốn điểm. Nếu quả thật không nín được, tôi sẽ cho anh một cái thau. Nghe Herman Sparrow sắp xếp đâu vào đấy, dược sư béo đá keo cũng an tâm một chút, không hề sợ hãi giống như trước nữa chuyện mà hắn vừa rồi lo lắng một là Herman Sparrow bị câu ra tham lam, lựa chọn giết người cướp hàng, hai là nhà mạo hiểm hơi có vẻ điên cuồng lạnh lẽo này bị xúc sắc dọa, quyết định gián đoạn quỷ thác, không hề cung cấp bảo hộ. Mà hiện tại xem ra, Herman Sparrow cũng không lo ngại, thậm chí tin tưởng không nhỏ. Đá keo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên thầm nghĩ. Hắn vừa rồi biểu hiện thật sự là chuyên nghiệp. Hơn nữa tuyệt không sợ hãi. Hắn còn có thể mạnh mẽ dậy ra khỏi ảnh hưởng của xuất sắc, nhận giải thích của mình, không hổ là nhà mạo hiểm mạnh mẽ có thể thoải mái săn vết kẻ xảo ngôn. Khẳng định là cường giả cấp tướng quân hải tặc. Đá keo đứng lên, đi đến cạnh cửa, kéo vang chung phục vụ. Ngay tại thời điểm hắn quay về khu vực sofa, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm sắc nhọn của con cú mèo Harry. Thay đổi, thay đổi. Hai điểm. Bỗng nhiên. Cơ Linh hai chân dùng sức, không hề dấu hiệu đã từ trên sofa nhảy lên, chạy vội tới bên cạnh đá keo. Phanh. Đồng thời khi bên ngoài truyền đến một tiếng súng, Cơ Linh giữ cánh tay đá keo, cánh tay kéo về phía sau, cổ tay rung lên, hất dược sư sang một bên. Lúc này, trên tường đối ứng vị trí mà đá keo vốn đang đứng, thêm một lỗ thủng do đạn bắn. Đây là có súng của thủy thủ bị cướp cò. Hoặc là khi bắn chim chót các mục tiêu, bắt vào chỗ không biết nào đó lại bắn ngược vào vô luận loại tình huống nào xác suất phát sinh đều là rất thấp kết quả cơ linh nghiêng đầu nhìn về phía dược sư béo có bị thương không đát keo nghĩ mà sợ lắc đầu không có việc gì trong thời gian kế tiếp cơ linh lục tục giải quyết 10 tình huống ngoài ý muốn bao gồm đèn treo trên trần nhà đột nhiên rơi xuống công nhân duy tu trượt chân làm búa rơi thẳng vào đầu đát keo Yết hầu dược sư béo bị nghẹn xương cá suýt nửa chết đi. Cái này xem qua cũng không quá lợi hại, nhưng đối với cơ linh mà nói lại cần để cho tinh thần tập trung cao độ, mỏi mệt không thể tránh được. Cũng may xuất sắc lại tự chuyển tới bốn điểm, rốt cuộc đã sau một giờ tràn ngập tai nạn. Không được, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng khi mình cứu người cũng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cơ linh đuổi đi thuyền trưởng đến xin lỗi, nói với đát keo. Tôi ngủ nửa giờ hai người nhìn thẳng xuất sắc, có vấn đề lập tức đánh thức tôi. Dược sư béo cùng con cú mèo đồng thời gật đầu như gà con ăn thóc. Lưng dựa vào sofa, cơ linh mượn dùng minh tưởng, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hy vọng Will Onsetin đã cho đáp lại. Khi anh thanh tỉnh ở trong mộng, sau khi thấy vị trí là bình nguyên hoàng vu tối đen, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, dọc theo con đường quen thuộc, đi vào chỗ sâu trong tháp nhọn màu đen trên mặt đất nhô lên bị những lá bài ta vây quanh kia, đã thêm những hàng chữ màu trắng bạc, rậm rạp, số lượng không ít. Cơ Linh dừng bước chân lại, rất nhanh xem qua. Nó gọi là xuất sắc xác suất là vật phong ấn đẳng cấp cao nhất trong học phái chúng tôi, tôi cho rằng nó có thể đạt tới tiêu chuẩn cấp không. Nó nắm trong tay là xác suất của mỗi sự kiện, khi một điểm sẽ mang xác suất bất lợi đối với mục tiêu phóng đại đến cực hạn, khi hai điểm tăng lên xác suất bất lợi trên diện rộng, cái này không có nghĩa hai điểm nhất định an toàn hơn so với một điểm, bởi vì xác suất một khi biến cao, ngoài ý muốn gì cũng có khả năng phát sinh. Ba điểm là có phóng đại đối với xác suất bất lợi, bốn đến sáu điểm là ngược lại. Cho dù đối với tôi có thể bố trí lại quá trình ở trình độ nhất định mà nói, nó cũng là vật phong ấn tương đương nguy hiểm. Lợi dụng nó, có thể giết chết bán thần, đương nhiên, cũng có khả năng giết chết chính mình. Tôi biết, cậu so đấu cùng xuất sắc sát xuất tự như đại thần Sai Vô lốp đối kháng cùng thần xuất sắc vậy, đại thần Sai Vô Lốt là đồng âm với say, lao, ý nghĩa là lưu cùng độc. Cơ Linh ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lại tiếp tục đọc. Xuất sắc sát xuất, có đặc tính còn sống, luôn làm cho người nắm giữ qua lại ở giữa xui xẻo cùng may mắn, hơi không lưu ý sẽ bởi ngoài ý muốn mà chết đi. Khi trình độ thức tỉnh của nó trở nên đủ cao, nó sẽ từng chút một nắm trong tay người nắm giữ cùng sự vật xung quanh, thao túng xác suất hành vi của họ. Tuy không có xác nhận, nhưng tôi hoài nghi, nếu cho nó thời gian đủ dài, nó có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới, để cho tất cả sinh linh tất cả hành vi đều xác định từ việc tung xuất sắc, đương nhiên, ngoại trừ thần linh. Chương 670, Phát hiện dị thường, một Đơn giản mà nói chính là số liệu hóa toàn bộ thế giới. Cái này, cái này tuyệt đối là phạm trù vật phong ấn cấp không trình độ nguy hại cực cao thật sự là đáng sợ mà cơ linh khó có thể khống chế nhíu mày bức thiết đọc xuống nếu muốn chân chính phong ấn xuất sắc xác suất tương đương phức tạp đơn giản mà nói chính là dùng vật phong ấn riêng cách ly nó liên hệ cùng linh giới tinh giới cùng thế giới hiện thực anh có thể thử một lần ha ha tôi ngã bài tôi đã sớm phát hiện anh có thể đối kháng biết trước của tôi có lẽ anh có thể lợi dụng điểm này phong ấn nó. Mặt khác còn có một biện pháp, nhưng chỉ có thể ngắn mũi hạ xuống ảnh hưởng, bất quá cái này cũng đủ thuận lợi đưa xuất sắc xác suất đến tay người có thể phong ấn nó. Biện pháp đó chính là lợi dụng đặc tính còn sống của nó, dựa vào thủ đoạn hữu hiệu đe dọa nó, như vậy nó sẽ nhu thuận, không, yên tĩnh một đoạn thời gian, đại khái 12 giờ, sau đó sẽ tiếp tục. Số lần đe dọa càng nhiều, nó bị ảnh hưởng càng thấp sau vượt qua một tuần, nó sẽ ghi hận anh, điên cuồng thao túng xác suất của anh. Cuối cùng, cảm tạ trợ giúp của anh, người bạn chân thành của anh Will Onsetin. Không hổ là rắn vận mệnh, quả nhiên có phát hiện đặc thù của mình. Đưa xuất sắc xác suất lên phía trên sương mù xám, hẳn có thể phong ấn nó. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại vật phong ấn cấp không có đặc tính còn sống này có lẽ có thể ảnh hưởng không gian thần bí phía trên sương mù xám, đuổi mình ra khỏi, tự biến thành chủ nhân. Loại chuyện này dùng bói toán là không thể được đáp án, nó khẳng định có thể làm ra đối kháng, tự như 008 vậy. Cơ linh phủ quyết ý tưởng lợi dụng sương mù xám. Ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, anh bỗng nhiên có một chủ ý. Cơ linh vội thoát ly cảnh trong mơ, tỉnh táo lại, nói với dược sư béo đát keo. Tôi có biện pháp áp chế ảnh hưởng của nó. Biện pháp gì? đá keo bất ngờ hỏi. Cơ Linh không có trả lời, cầm lấy, xúc sắc xác suất bốn điểm hướng lên trên, đi vào nhà vệ sinh. Hắn muốn làm cái gì? Mình nhớ trong truyền thuyết dân gian nào đó, biện pháp xử lý đối với sự vật tài dị chính là dùng phân, quẹ. Đá keo không muốn nghĩ nữa. Vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, Cơ Linh lập tức bố trí nghi thức, tự mình triệu hồi chính mình, tiếp theo, anh đi phía trên sương mù xám mang ra hộp thuốc lá bằng sắt kia. Sau đó, anh cầm lấy, xúc sắc xác suất cùng mở ra hộp thuốc lá bên trong là mắt toàn màu đen đến từ bí ngẫu đại sư. Trong ánh sáng tăm tối, cơ linh khuôn mặt cái bóng âm u, ánh mắt u trầm nội liễm mang, xuất sắc xác suất để sát vào con mắt quỷ dị kia, đó là đặc tính phi phàm ẩn chứa, tạo vật chủ chân thật, ô nhiễm tinh thần. Góc miệng hắn thông thả mở ra, lộ ra nụ cười hiền lành, nói khẽ với xúc sắc trong tay đến, ta mời ngươi nghe nhạc hội. Cửa sổ nhà vệ sinh rất cao, ánh mặt trời chiếu vào không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng xua tan bóng tối, tất cả có vẻ hỗn loạn. Cơ linh tay phải cầm, xúc sắc xác suất vừa tiếp cận, mắt toàn màu đen, bỗng nhiên rung động, mang vật đang nắm ném ra một bên của bồn rửa tay. Xúc sắc màu trắng nhà nọ lăn vài vòng, cuối cùng dừng hình ở bốn điểm màu đỏ hướng lên trên. Cơ linh mang nụ cười không quá rõ ràng, đi qua một bước, một lần nữa cầm lấy xuất sắc xác suất hào hoa phong nhã cúi đầu hỏi ngươi tự như không muốn nghe như vậy cho ta một đáp án điểm sáu tỏ vẻ hợp tác còn lại đại biểu cự tuyệt nói xong anh tung xuất sắc xác suất lên cao sau đó vươn tay tiếp lấy xuất sắc màu trắng ngà nọ thẳng tắp hạ xuống nhanh chóng quay một vòng để cho sáu điểm màu đỏ tươi sáng chính diện hướng lên trên tốt lắm Cơ Linh cười nhẹ khen một câu. Sau khi mang mắt toàn màu đen đưa về phía trên sương mù xám, anh xoay người mở ra cửa nhà vệ sinh, chậm rãi trở về phòng khách. Ở trong ánh mắt chờ mong vừa lo lắng vừa tò mò vừa nghi hoặc của dược sư béo đát keo cùng con cú mèo Harry, anh bỗng nhiên ngừng lại, mang xuất sắc xác suất trong tay ném ra ngoài. Không. Không. Đát keo cùng con cú mèo đồng thời kêu thảm thiết, sợ ném ra kết quả ba điểm trở xuống tên sau theo bản năng bay lên, rời xa tên mập khả năng bị tia sét bổ trúng. Trong tiếng va chạm thanh thúy, xúc sắc màu trắng nhà liên tục quay cuồng ở trên bàn trà, sắp dừng hình ở hai điểm. Ngay ở lúc sắc mặt đá keo đã trắng bệt một chút, xúc sắc nọ lại lười biến chuyển lên, cuối cùng bốn điểm hướng lên trên. Trong 12 giờ, nó sẽ tương đối yên tĩnh. Cơ Linh bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa trưa đã lạnh đi của mình. Biện pháp của hắn thật sự hữu dụng. Đá keo nằm phục người xuống, nhìn chầm chầm xúc sắc kỳ dị trên bàn. Qua mấy chục giây, hắn nhịn không được đưa tay, chủ động lật xúc sắc lên, trở về mặt sáu điểm. Tay hắn vừa rời khỏi, xuất sắc không gió tự động, lại trở về bốn điểm. Thật sự là thần kỳ mà. Herman Sparrow đến cùng đã dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ đi đại tiện, rồi mang xúc sắc tẩm vào trong? Quẹ! Đá keo quyết định tiếp nhận kết quả, không hề suy nghĩ nguyên nhân, nếu không hắn hoài nghi mình sẽ ói ngay tại chỗ. ngẩng đầu nhìn Herman Sparrow đang yên tĩnh phết bơ, Đá keo đột nhiên cảm thấy một nghìn bản cùng một lời hứa mà có thể mời đến loại vệ sĩ tầng cấp như thế này thật sự là rất có lời. Hắn tuyệt đối có thể cùng sánh vai với bất cứ vị hải tặc tướng quân nào. Nếu có phú ông tao ngộ chuyện như mình, lấy một nửa tài sản để mời cũng sẽ không do dự. Hoàn hảo! mình chỉ trả giá 300 bảng, còn lại từ người của thầy gánh vác. Đã keo nghĩ đến trong 12 giờ không cần lo lắng xúc sắc lăn loạn, thể xác và tinh thần thoải mái một chút, nhìn không được đứng lên, duỗi cái lưng mỏi. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ đã đóng chặt, chỉ thấy bên ngoài mây trôi thưa thớt, trời cao biển rộng. Xanh thẳm vô biên vô hạn nọ nhẹ nhàng lay động, chiếu ra ánh mặt trời sáng lạng, tự như được trải vào mảnh vụn hoàng kim không đến được điều này làm cho tinh thần đát keo đột nhiên rung lên, lòng dạ giống như lâm vào sáng sủa. Khác với Bắc Luân tháng 2 mới có thể có tiết trời ấm áp, hải vực quần đảo rốt đã dần dần thoát khỏi nhiệt độ thấp, vạn vật sinh sôi. Mặt hướng biển lớn, xuân về hoa nở. Cơ Linh ăn xong bánh mì đi tới phía sau đá keo, chỉ cảm thấy lúc này mình tự như động vật mới thức tỉnh từ trong ngủ đông. Anh không có mang câu thơ hiện lên trong đầu kia đọc ra miệng cái này một là không phù hợp hình tượng herman sparrow hai là đại khái sẽ làm đát keo cảm khái thiên phú thơ ca của đại đế ruseu đến buổi chiều dưới tình huống xuất sắc không có chuyển động thời tiết có thay đổi gió lớn càng quét mây đen trùng điệp mưa to sắp đến đây là nguy hiểm phổ biến nhất ở trên biển chẳng sợ là đi ở trên tuyến đường an toàn tiền nhân đã thăm dò qua cũng thường thường sẽ gặp phải tình huống cùng loại chỉ là cũng không đáng sợ như vậy Cơ Linh nhìn mắt cuộn sóng cao cao cùng bầu trời âm trầm, phát hiện chiếc thuyền giống như tiến vào trong sơn cốc, hai sườn là vách đá, lam sậm cao cao bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống. Loại cảm giác áp bách mãnh liệt này làm cho người phi phạm danh sách trung như anh tinh thần rõ ràng cũng trở nên đi xuống, thậm chí muốn cầu nguyện về phía thần linh, hy vọng tàu khách có thể bình yên vô sự ở trong trận bão táp này. Chương 671, Phát hiện dị thường, 2 Khó trách thủy thủ, hải tặc cùng thương nhân trường kỳ sống ở trên biển lớn đều sẽ khó có thể ngăn chặn mà kính sợ, chúa tể của gió bão, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tin một chút. Cơ Linh âm thầm cảm thán một tiếng. Tuy anh không nhận thấy trận bão táp không tính quá lợi hại này có thể chôn vùi tàu chở khách động lực có hai tầng buồm cùng hơi nước, nhưng vẫn cẩn thận làm trọng, thấp giọng cầu nguyện hướng về phía vỏ bọc, hải thần, Cavitewa của mình. Anh sợ hãi là trong bão táp, xuất sắc xác suất đột nhiên bùng nổ, chuyển sang một điểm, làm cho thuyền chìm vào đáy biển, cho nên rõ ràng làm ra phòng bị trước. Cơ Linh quả thật tin tưởng phán đoán của rắn vận mệnh Will Onsetin, tin tưởng xuất sắc xác suất sau lần đầu tiên bị đe dọa sẽ an tĩnh chừng 12 giờ, nhưng đây là dưới tình huống không có điều kiện phụ gia khác. Anh cho rằng vật phong ấn có đặc tính còn sống hẳn phải đối đãi như là người chứ không phải là quy tắc, phải đề phòng đối phương nhân cơ hội làm khó dễ nhìn mắt đá keo cùng con cú mèo vì bảo táp mà có chút lo sợ bất an, cơ linh bình thản nói. Tôi đi nghỉ ngơi một chút. Hai người tiếp tục nhìn chầm chầm xuất sắc, thay phiên nhau, không thể thả lỏng. Tốt. Sau khi nhìn theo Herman Sparrow tiến vào phòng ngủ, đá keo đi tới bên bàn, đặt mông ngồi xuống, vừa nhìn chầm chầm xuất sắc vừa nói với con cú mèo Harry, mày hiện tại có cảm tưởng gì? Harry bay một vòng, lẩm bẩm nói vì sao tôi không phải là Hải Yến? Trong phòng ngủ, Cơ Linh tiến vào phía trên sương mù xám, ngoắt cho quyền trượng Hải Thần bay ra từ trong đống tạp vật. Anh cầm cây trượng ngắn ở đỉnh có khảm bảo thạch xanh lam này, nhanh chóng đáp lại khẩn cầu của bản thân. Cơ Linh cũng không tiêu hao quá nhiều linh tính đi trực tiếp dẹp đi bảo tát, cái này một là vì còn chưa rời xa hải vực quần đảo rốt, hiện tượng siêu tự nhiên rõ ràng như thế khoa trương như thế rất dễ dàng khiến cho Hải Vương Giang Cung Mần cùng lĩnh vực hoặc mục sư gió bão trên thuyền chú ý, hay là giữ lại sức lực, phòng bị xuất sắc xác suất. Anh làm rất đơn giản, chính là phụ gia cho con thuyền tầng tầng hiệu quả siêu phàm, để cho nó ở trong mưa to gió lớn vẫn di chuyển vững vàng, sẽ không lật út. Đối với người phi phạm danh sách năm cùng danh sách sáu dưới bán thần mà nói, nếu muốn làm chuyện cùng loại đối với một có thể tàu chở khách chịu tải mấy trăm người, phải chuẩn bị trước rất lâu, bố trí nghi thức cực kỳ phức tạp, cùng tiêu hao hầu như không còn, mới có khả năng hoàn thành. Nhưng đối với hải thần ở lĩnh vực này mà nói, tất cả thoải mái, đơn giản. Bán thần quả nhiên đã có một mặt của thần. Cơ Linh than thở một tiếng, đưa quyền trượng trở về đóng tạp vật, chợt biến mất trong im lặng khỏi phía trên sương mù xám. Trong thời gian kế tiếp, chiếc thuyền lên lên xuống xuống, cao cao thấp thấp, giống như lá rụng trong gió, nhưng vô luận sóng biển lam sầm xung quanh có đáng sợ đến cỡ nào, nguy nga, đến cỡ nào, nó cũng không xuất hiện vấn đề, vững vàng di chuyển cho tới khi gió bão kết thúc. Buổi sáng thứ năm, Bắc Luân, phố William. Phớt quan lại lần nữa ngồi xe ngựa đến nơi này. Cô không có tiếp tục ngồi ở trong quán cà phê, mà là đi chậm dọc theo con đường, đánh giá người đi đường lui tới cùng kiến trúc xung quanh, rồi thường thường ghi lại những nhân vật có đặc điểm, làm tư liệu sống tiểu thuyết. Nơi này thật sự rất nhiều người ngoại quốc, vẫn lấy người phô sắc cùng Intis là chủ, ha ha, một là gấu trắng giả mang khôi ngô, một là gà trống tươi sáng màu mè. Phất cười nhẹ tự nói hai câu. Lúc này, cô đi tới khu vực giữa phố William, nơi này có một tòa giáo đường nhỏ bỏ hoang, trong ngoài đầy những dây leo héo rũ, nơi nơi phân tán những tảng đá màu xám phất căn cứ tâm tư không làm thất vọng ngại thế giới cố ý đi qua xem xét có khác thường hay không cô trước tiên dạo qua một vòng giáo đường nhỏ không có phát hiện gì tiếp theo cô tiến vào bên trong cẩn thận tránh đi phân cùng vật hư thối ghê tởm rất nhanh quan sát từng góc một đột nhiên tầm mắt cô tạm dừng chân mày của cô câu lại từng chút một 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 góc sụp xuống một nửa mặt đất không biết đã bị ai đào bới qua cái hố không lớn không sâu có lưu lại dấu vết ngón tay. Cái này xem như là một dị thường chứ. Phất cẩn thận rời khỏi, không có tra xét càng chi tiết. Sau khi đi cả con phố William, cô lập tức quay về trong nhà, mang dị thường phát hiện được cùng tư liệu sống đã ghi lại sửa sang một chút, dùng nghi thức hiến tế cho ngài kẻ khờ, thỉnh cầu chuyển giao cho thế giới. Phất cũng không có giấu giếm mình thấy chuyện gì, chẳng sợ mặt ngoài của chúng không có vấn đề gì bởi vì cô rất rõ ràng dị thường hay không nên từ thế giới đến phán đoán, mà không phải người không biết tình huống như mình. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa. Cơ Linh trực tiếp lật xem báo cáo mà tiểu thư, ma thuật sư, đệ trình. Bên trong tòa giáo đường nhỏ bỏ hoang có dấu vết đào bới. Trước đó đã bị mình cùng tiểu thư sa rông xử lý qua. Lại có ai tới đào lên? Ráp bao hậu duệ gia tộc tu đo kia hắn lần trước bị ác linh phụ thân, thiếu chút nữa đã chết, dưới tình huống không có giúp đỡ, không quá khả năng lại mạo hiểm. Sẽ là ai? Cơ Linh suy nghĩ một hồi, lại không thể tập trung người hiềm nghi, chỉ có thể tiếp tục đọc tiếp. Nhìn ghi chép rất có mỹ cảm ngôn ngữ này, anh sâu sắc phát hiện một vấn đề. Trên đường không hề thiếu người ngoại quốc, chủ yếu là người phô sắc người Intis. Thời điểm trước đây mình đi phố William không phải là như thế phụ cận có công ty phô sắc cùng Intis mới mở. Phô sắc, Intis. Cơ Linh lẩm bẩm tên hai nước này, đột nhiên nghĩ tới một việc. Đó chính là gia tộc Enhon Hoàng Thất Đế Quốc Phô Sắc cùng gia tộc Solon Vương Thất trước đây của Intis, đều nắm giữ thợ săn, cũng chính là con đường, linh mục đỏ, là hai trong ba loại máu mà ác linh chỉ định để giải trừ phong ấn. Thêm vào hậu duệ gia tộc Medici cảng Bansi bị phá hủy, ba thế lực lớn nắm giữ, linh mục đỏ đều đã liên quan toàn bộ. Cảng Banshee bị phá hủy, làm cho đặc tính phi phàm của gia tộc Medici mượn dùng liên hệ kỳ diệu nào đó tập trung đến chỗ ác linh nghi ngờ là thiên sứ đỏ, vì thế hấp dẫn người gia tộc Enhon cùng Solon. Không, cái này không quá thực tế, giáo hội gió bảo nếu không phát hiện đặc tính phi phàm, khẳng định sẽ chú ý tới vấn đề phương diện này. Có nguyên nhân khác vậy ác linh thông qua phương thức khác hấp dẫn đến người của gia tộc Enhon cùng Solon. Thông qua phương thức gì, thông qua ai đây? Biết ác linh nọ tồn tại cũng chỉ ít ỏi vài người như vậy, mình, tiểu thư sa cùng với. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, cơ linh bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Đó chính là tráp bao hậu duệ gia tộc tu đo này sau khi bị ác linh phụ thân một lần, đã bất tri bất giác trở thành nô bộc của đối phương. Âm thầm giúp nó rải ra tin tức, mà ác linh xin giúp đỡ mình cùng tiểu thư sa rồng chỉ là đang làm trò che mắt để cho bên mình tin tưởng chỉ có bên mình mới có thể giải cứu nó vì thế nó không tiếc bán đứng hậu duệ của chính nó cơ linh bỗng nhiên cả kinh có loại cảm giác bị ác linh lừa gạt chương 672, chuyên nghiệp sương mù xám vô biên vô hạn yên tĩnh lơ lửng phía trên cùng bàn dài đồng xanh vang lên tiếng ma sát rất nhỏ cơ linh thay đổi tư thế ngồi càng thêm ngưng trọng cân nhắc chi tiết sự kiện ác linh, càng ngày càng tin tưởng một khắc kia mình cùng tiểu thư sa rong đã hoàn toàn bỏ qua tính khả năng ráp bao ra vấn đề. Cái này thuộc về năng lực phi phạm, chuyên gia âm mưu, con đường, linh mục đỏ. Hơn nữa cái này càng tiếp cận với lừa gạt phạm trụ bình thường, chỉ ở những chỗ rất nhỏ có tác dụng của lực lượng siêu tự nhiên, cho nên, chẳng sợ mình vào không gian thần bí phía trên sương mù xám này, cũng sẽ không phát hiện ra đã bị che mắt mà phải chủ động suy nghĩ cùng phân tích mới có thể phát hiện vấn đề. Nếu không phải từ chỗ ngài A à cót biết ác linh nghi ngờ là thiên sứ đỏ Medici đã sớm ngã xuống, mình căn bản sẽ không cảm thấy chuyện này có vấn đề, cũng không thể thuê tiểu thư, ma thuật sư, đi phố William tìm kiếm dấu hiệu dị thường. Suy nghĩ vài phút, cơ linh thể hiện ra giấy bút, chuẩn bị dùng phương thức bói toán xác nhận phỏng đoán của mình. Cân nhắc một hồi, anh rốt cuộc viết xuống câu bói toán cảnh trong mơ tình huống hiện tại của tòng nam tước tráp pao buông cây bút màu đỏ thẫm cơ linh nắm trang giấy viết câu bói toán dựng lưng vào ghế dựa phía sau anh hồi ức về tin tức tráp pao mà bản thân nắm giữ tiếp theo mới nhắm mắt lại đọc thầm câu nói tiến vào minh tưởng cơ linh suy nghĩ nhanh chóng bình thản nhanh chóng lâm vào cảnh trong mơ trong thiên địa xám xịt nọ hình ảnh Đức Quảng hiện lên từng màn một, cuối cùng dừng hình ảnh ở căn nhà số 29 phố civilac Trong căn phòng ấm áp, Ráp Pao mặc áo ngủ nhung, nâng ly rượu có chứa chất lỏng màu đỏ, yên tĩnh đứng ở cửa sổ, nhìn ra tổng bộ cảnh sát bắt luôn ở đối diện xa xa. Vị tổng nam tước này hai mái hoa râm càng thêm rõ ràng, túi mắt phù thủng nhiễm lên màu xanh đen, nếp nhăn trên trán khóe mắt cùng bên miệng khắc sâu vượt xa cái tuổi chừng 40 của hắn đồng tử của hắn hiện ra khuếch tán không nghiêm trọng nhưng không bình thường hai má ửng hồng vẻ mặt mỉm cười có một chút thay đổi dị thường so với bộ dáng mà cơ linh trước đó nhìn thấy quả nhiên chỗ hắn đã xảy ra vấn đề cơ linh thoát ly cảnh trong mơ suy xét nên xử lý vấn đề ác linh như thế nào không hề nghi ngờ anh ở phương diện này là có quán tính tư duy dưới tình huống không liên hệ được tiểu thư sa rồng phản ứng đầu tiên của anh chính là cử báo nhưng nên cử báo như thế nào đây? Cơ Linh tập trung suy tư một hồi, thể hiện ra bóng dáng, thế giới, cùng để cho hắn cầu nguyện. Thông qua con đường tin cậy, mang tin tức đưa cho giáo hội nữ thần đêm tối cùng giáo hội thần hơi nước cùng máy móc. Tin tức là, gián điệp cao cấp phô sắc cùng Intis tụ tập ở phố William, mục đích không rõ. Thù lao, 100 bản. Đây là Cơ Linh lặp lại cân nhắc lý do, trực tiếp lộ ra sự việc vua thiên sứ linh mục đỏ gia tộc medici cùng di tích vương triều tu đo quả thật càng có thể khiến cho giáo hội cùng quân đội coi trọng nhưng rất dễ dàng làm cho tiểu thư ma thuật sư phớt phụ trách cử báo bị tổ chức chính phủ nhằm vào nguy hiểm rất lớn gián điệp cao cấp phô sắc cùng intis tụ tập ở phố william cách nói không chỉ nhu hòa tương đối thuộc về chuyện người phi phạm bình thường cũng có cơ hội phát hiện hơn nữa đủ để cho giáo hội cùng quân đội cảnh giác phái ra cường giả tương ứng áp dụng thủ đoạn hữu hiệu nhất về phần tiếp sau tra ra cái gì thì thuộc về cống hiến của bọn họ không quan hệ với người cử báo mà lựa chọn tìm ngài a cóc hỗ trợ cơ linh có suy xét qua nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua bởi vì ác linh nọ khi còn sống nghi ngờ là vua thiên sứ cực kỳ nguy hiểm ngài a cóc còn ở trong giai đoạn khôi phục vị tất có thể đối phó hơi trầm ngâm cơ linh mang cảnh tượng thể hiện ra hóa thành lưu quan đầu nhập vào ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng tiểu thư ma thuật sư Bắc Luân, khu giao út Phất thu được ngài thế giới trả lời, nghe mà ngẩn người ra. Đó là gián điệp cao cấp Phô Sắc cùng Intis. Cô kinh ngạc tự nói, tin tưởng tư liệu mà mình cung cấp căn bản không suy luận ra kết luận như vậy. Bất quá, cô rất nhanh thoải mái, cho rằng ngài thế giới sở dĩ hoài nghi phố William có khác thường, chính là vì thu được tình báo gián điệp cao cấp tương ứng, sau khi xác nhận có người Phô Sắc cùng Intis thường lui tới có thể ra kết luận cực kỳ đơn giản. Mang tin tức đưa cho giáo hội đêm tối cùng giáo hội hơi nước. Cái này không phải là cách nói uyển chuyển của cử báo sao. Đáng tiếc, không thể lại đi quan sát, nếu không khẳng định có thể thấy một màn trò hay. Phất đối với cử báo cũng không xa lạ, dù sao bạn cùng phòng kim bạn tốt của cô là một thợ săn tiền thưởng. Cô nhanh chóng có chủ ý, quyết định mang chuyện cử báo này giao cho hưu kinh nghiệm phong phú làm. Ra phòng ngủ, cô thấy Hiu đang ngồi ở trên sofa, thân thể ngã về phía trước lật xem tài liệu mục tiêu, thường thường đưa tay cạo mái tóc vàng lộn xộn một chút, có vẻ cực kỳ tập trung. Phất tùy tay đưa một vật phẩm dùng để trang trí trong tay, dựa vào sofa, đưa qua. Đến, ăn miếng bánh ngọt. Hiu nhìn miếng bánh ngọt phết bơ, suy nghĩ không có phân tán, đưa tay cầm lấy. Lúc này, phớt cổ tay chợt lật ra, bánh ngọt trên tay đã biến thành một đóa hoa vải màu vàng. Bất ngờ không? Cô cười cười hỏi. Hiêu nhìn không được trợn mắt nói. Đình chỉ biểu diễn của cậu, mình càng hy vọng là thực vật. Được rồi, mình có chuyện tình ủy thác cậu, 70 bản. Phất mỉm cười ngồi xuống. Bước đầu xử lý chuyện ác linh, cơ linh quay về thế giới hiện thực, thuận tiện cử hành nghi thức mang máy điện báo vô tuyến đặt ở phía trên sương mù xám đã mấy ngày về phòng ngủ khoang thuyền hạng nhất anh nằm ở trên giường mượn dùng minh tưởng khôi phục tinh lực cho đến bị thanh âm đát 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 gọi tỉnh thời điểm cơ linh mở to mắt ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ đã chiếu vào như một màn sa mỏng bao phủ căn phòng tối tăm bao phủ máy điện báo vô tuyến đang tự học ra giấy trắng hư ảo ở trên bàn cái này thật sự có cảm giác như phim kinh dị vậy đáng tiếc liên thông là một ma kính không có tiết tháo không có giới hạn cơ linh xoay người ngồi dậy đi qua thấy trên giấy trắng hư ảo đã xuất hiện một hàng chữ ruen tồn tại vĩ đại phía trên linh giới người hầu trung thành a -Rốt đã đến vẫn an với ngài ngài là có chuyện muốn khảo tôi nhìn một cái nhìn một cái lúc này mới gọi là biết nói chuyện lúc này mới gọi là chuyên nghiệp Giờ khắc này Cơ Linh rất muốn kéo dược sư béo đát keo đến nghe nghệ thuật nói chuyện của ma kính. Rõ ràng là mình có chuyện muốn hỏi nó, kết quả biến thành mình đang khảo nó, lại phụ tặng một vấn đề. Cơ Linh khống chế khóe miệng nhếch lên, trầm thấp hồi đáp. Đúng vậy. Ngài nói, A Rốt ngu muội nông cạn đã làm tốt chuẩn bị. Trong thanh âm đát đát đát, trên giấy trắng hư ảo không chỉ xuất hiện chữ ru còn thêm một khuôn mặt tươi cười lấy lòng cái này đã là emotion sơ hình mà. Tên này tiến hóa thực nhanh. Cơ Linh trực tiếp hỏi. Nơi nào có thể có được vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm người khác? Thanh âm đát 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 bỗng nhiên kịch liệt, trên giấy trắng hư ảo nhanh hiện ra một vài hình ảnh, chân thật giống như ảnh chụp trên phim điện ảnh. Phương diện này có cửa cha nít đáy giáo đường Selena thành phố Tinh Santa mà Cơ Linh quen thuộc, có Leonard Mitchell thi nhân anh tuấn tóc đen mắt xanh, có người nam trung niên ngồi ngay ngắn ở sofa, mỉm cười nhìn phu nhân quý tộc đối diện, có cô gái cao ngạo bồi hồi ở trong cống thoát nước âm u. Chương 673, tới cửa gặp, một. Tổng cộng có 12 hình ảnh, cuối cùng lại là một hàng chữ Ruen. Đây thuộc về loại hình ngài rất dễ dàng hoặc rất thuận tiện thu hoạch, còn lại có rất nhiều, nhưng hoặc là thực phức tạp thực phiền toái, hoặc là liên quan đến tầng cấp rất cao, tôi không thể thấy rõ không tệ còn hiểu chủ động sàng chọn giúp mình cái này quả thực chính là google bản kỳ huyển bản thần bí bản trí năng mà cơ linh nhẹ nhàng gật đầu biết rõ đáp án nói đến vấn đề của ngươi ngài đã trả lời trong tiếng đát đát mà kính a rốt không có gì bất ngờ thể hiện ra câu trả lời ở trên giấy trắng hư ảo cơ linh thầm cười một tiếng hỏi tiếp leonard mitchell gần đây ở nơi nào thanh âm đát 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 lại kịch liệt, từng cảnh tượng lại lấy hình thức hình ảnh nhảy vào mắt cơ Đó là địa danh nổi tiếng nhất Bắc Luân, gác chuông kiểu gô tiết cao ngất, mặt trên có treo chuông trật tự. Đó là cột mốc đường đứng ở đầu đường, phía trên viết phố Pepinser. Đó là căn nhà liền kề với nhà số 7, đó là Leonard Mitchell tùy ý khoác áo khoác màu đen, mang bao tay màu đỏ, cực kỳ tiêu sái, đó là người bạn thi nhân đang lật xem án ra nuốt cùng hồ sơ vụ án capin người này ngay tại bắc luân hơn nữa đang điều tra án ra nuốt cùng án capin cái này tính chuyện gì cơ linh khóe miệng khẽ nhúc nhích thật sự suy nghĩ về trong hai án này mình có lưu lại manh mối gì hay không manh mối duy nhất chính là thám tử Sherlock moriarty đều đã xảy ra liên hệ cùng hai án leonard nếu đi vào giấc mộng daisy hẳn có thể phát hiện điểm này nhưng khi đó mình đã để chồng râu, làm ngụy trang không tệ, chỉ trông vào hình ảnh tương đối mơ hồ trong cảnh trong mơ cùng mấy bức tranh chân dung, hắn quá nữa không nhận ra mình. Chỉ cần không nhận ra, thì không sao cả, Sherlock Moriarty xuất hiện vấn đề thì có quan hệ gì với Herman Sparrow mình? Cơ Linh thu hồi suy nghĩ, nhớ kỹ vị trí hiện tại của Leonard Mitchell. Số 7 phố Pepinster, khu Bắc Bắc Luân anh chuẩn bị đợi lát nữa sẽ ủy thác ánh trăng em linh oai để cho cậu ta ngày mai đi gặp leonard mitchell dùng huy chương nhóm vận mệnh ẩn sĩ để mua vật phẩm thần kỳ hy vọng trên tay người bạn thi nhân này có dư không có mà nói khẳng định sẽ đẩy giá không ít cơ linh tùm một tiếng nói với máy điện báo vô tuyến đến vấn đề của ngươi thẳng thắn mà nói hắn tương đương tò mò ma kính a rốt lần này có năng lực hỏi ra vấn đề gì đác đác đát, máy điện báo vô tuyến học ra giấy trắng hư ảo mới, mặt trên dùng tiếng Ruen sắp thành một câu hỏi. Chủ nhân vĩ đại, Leonard Mitchell cất giấu một bí mật rất lớn, ngài muốn biết không? Cái này cũng coi là câu hỏi. Cơ Linh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vần trăng đỏ rực lẳng lặng chiếu rọi mặt biển thâm đen. Rất nhanh, anh thành thực đưa ra câu trả lời. Muốn. Đác 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 máy điện báo vô tuyến ở trong hoàn cảnh tâm tối cùng ánh trăng đỏ rực học ra một đoạn giấy trắng hư ảo mới. Bên trong cơ thể Leonard Mitchell ký sinh một thiên sứ gia tộc do ra từng bóp méo đáp án của tôi. Thiên sứ Trong cơ thể Leonard ký sinh một thiên sứ. Thiên sứ gia tộc do ra xét kỹ đệ tứ. Cơ Linh tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nghe bí mật không thể tiết lộ, nhưng vẫn bị chuyện ma kính A-Rốt để lộ ra dọa giật mình cái này cũng là quan tâm cũng là kinh ngạc thiên sứ là chỉ người phi phạm danh sách hai cùng danh sách một đã tương đương gần với vị trí chân thần có được đủ loại đặc tính kỳ dị thậm chí có thể ở trong phạm vi nào đó ảnh hưởng trình độ nào đó những người danh sách thấp hơn ở những con đường gần thuộc về đại nhân vật đứng ở đỉnh thế giới hiện thực các giáo hội lớn cũng chỉ có giáo hoàng đứng đầu giáo tông cùng với khổ tu sĩ nào đó trong truyền thuyết mới là thiên sứ trên mặt đất cho nên Cơ Linh tin tưởng bị cường giả tầng cấp này ký. Sinh không phải là chuyện gì tốt. Ở kỷ đệ nguyên nhị bóng tối, thiên sứ đã có thể có được thần danh, đảm nhiệm phụ thuộc cổ thần. Mình trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc qua thiên sứ không nhiều lắm, một là kẻ bán bổ thần linh Amon, một là thiên tài nữ vương Gohinum, một là ác linh nghi ngờ thiên sứ đỏ Medici, một là kẻ nuốt đuôi u lút trong miệng mặt trời, một là kỳ tích sư Charles lơ la tu trong nhật ký rousseau một là adam con tạo vật chủ một là thiên sứ hêm không thể xác định có đúng hay không một là rắn vận mệnh will onsetin ở trong bụng mẹ trừ bỏ hai cái cuối cùng còn lại đều có vẻ thực tài dị cho dù văn tự lưu lại cũng có thể làm cho người đọc nổi điên mất khống chế người bạn thi nhân cuối cùng có thể trở thành vật hy sinh của thiên sứ ký sinh hay không như vậy có thể giải thích hắn vì sao sẽ cảm thấy mình là nhân vật chính của vở kịch là loại đặc thù nguyện ý giúp mình giấu giếm bí mật gia tộc do ra nắm giữ là con đường kẻ ăn trộm cũng chính là con đường có thể đánh cắp năng lực phi phạm người khác cho nên leonard có thể tìm được cùng tham dự tụ hội nhóm ẩn sĩ vận mệnh là thực bình thường khó trách hắn lúc trước chủ động yêu cầu sử dụng mạch máu tên trộm thì ra là có lão gia gia hỗ trợ một phát liền đánh cắp đi năng lực mạnh nhất của Mego. À, cái gì ẩn sĩ vận mệnh, chẳng qua là một đám tên trọng cùng tội phạm lừa đảo, nhiều lắm hậu kỳ mang mục tiêu đánh cắp cùng lừa gạt đổi thành thời gian cùng vận mệnh. Tóm lại, lão gia gia của người bạn thi nhân không giống như là người tốt, mình phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng ở cùng một chỗ, cảnh cáo sẽ chỉ làm vấn đề bùng nổ ra sớm. Cơ Linh suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, Thủy Chung không tìm thấy ý nghĩ tốt, chỉ có thể tạm thời để xuống việc này, chuẩn bị quay đầu viết thư hỏi ngài A có cùng rắn Thủy Ngân, Will Onsetin, xem bọn họ có biện pháp nào không. Trong vài phút vừa rồi, anh thậm chí có ý tưởng lợi dụng kẻ bán bổ thần linh Amon, đơn giản mà nói chính là mang chuyện vị thiên sứ gia tộc Yorasek ký sinh ở trong cơ thể Leonard Mitchell tiết lộ cho vị con tạo vật chủ này, để cho đi qua, ăn, đi, ký sinh trùng kia. Theo Cơ Linh biết, thời điểm kỷ đệ tứ, gia tộc Amon ủng hộ đế quốc Tudor, gia tộc Yoraset thuộc về đế quốc Solomon, hai bên là kẻ địch. Hơn nữa căn cứ định luật đặc tính phi phạm cố định, cường giả trong cùng con đường, danh sách càng cao, khả năng xung đột lẫn nhau lại càng lớn, tự như hai rắn thủy ngân tranh đấu vậy. Đáng tiếc là, biện pháp này chịu giới hạn khó khăn trong hiện thực cuối cùng bị cơ linh bỏ qua, cái này một là vì căn bản không biết đi nơi nào tìm kẻ bán bổ thần linh, Amon, hai là lo lắng tranh đấu cấp thiên sứ sẽ trực tiếp phá hủy Leonard Mitchell, ba là bởi vì Amon mạnh lên có lẽ là chuyện xấu cực kỳ nghiêm trọng. Trước để cho em Linh đi thử giao dịch, thuận tiện quan sát tình huống cụ thể, chờ sau khi nắm giữ càng nhiều chi tiết, lại quyết định nên làm như thế nào. Cơ Linh thu liễm suy nghĩ, nói với máy điện báo vô tuyến liên thông mà kính Arot, hỏi đi. Đác đác đác, máy điện báo vô tuyến thanh âm trở nên có chút nhẹ nhàng, giấy trắng hư ảo cực kỳ nhu hòa học ra ngoài. Không, không cần. Chương 674, tới cửa gặp, 2. Chương 674, tới cửa gặp, 2. Đây là vấn đề thuộc về tôi, không cần tuân thủ quy tắc. Chủ nhân vĩ đại, tôi có phát hiện bên ngoài phòng ngài tồn tại thứ gì đó rất kỳ lạ, nhưng không cách nào thấy rõ ngài có thể nói cho tôi biết nó là cái gì không? Ma kính này rất lợi hại a, à? tự như cái gì cũng có thể thấy, chỉ là liên quan đến tầng cấp cao sẽ bị quấy nhiễu, bị đánh mô sai. Cơ Linh bình tĩnh hồi đáp, xúc sắc xác suất. Trong tiếng đát đát, a à rốt ở trên tờ giấy trắng hư ảo thể hiện ra hàng chữ mới, nó. Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể đặt câu hỏi. Cơ Linh ngẫm nghĩ rồi nói. Đối với xuất sắc xác suất, ngươi có gì muốn nhắc nhở? Lúc này, máy điện báo vô tuyến tự như sáng ngời một chút, không hề âm trầm giống như trước, giấy trắng hư ảo phun ra theo đó chậm lại, nó là tên đặc biệt keo kiệt đặc biệt mang thù, chủ nhân ngài mau chóng đưa nó cho người khác. Nó là vật phẩm tính duy nhất, bánh xe vận mệnh, cố hóa thành, ngài có thể đưa cho bất cứ rắn thủy ngân nào, họ sẽ cực kỳ cảm kích ngài, tóm lại, nó không thích hợp làm người hầu của ngài. Khí tức sắp tiêu tán, Người hầu a à rốt trung thành khiêm tốn của ngài không thể không rời khỏi, cuối cùng, lại ca ngợi ngài, chủ nhân vĩ đại của ta, kẻ chi phối phía trên linh giới, cúi chào. Tính duy nhất, xuất sắc xác suất lại là tính duy nhất, con đường, quái vật. Cái này là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái gọi là tính duy nhất, quả nhiên thực khủng bố, có thể số liệu hóa toàn bộ thế giới hiện thực. Con đường, quái vật, còn gọi là con đường, bánh xe vận mệnh, danh sách không là bánh xe vận mệnh cơ linh nhìn máy điện báo vô tuyến đã khôi phục bình thường ngắn ngủi lại không thu về được suy nghĩ anh không có sinh ra cảm xúc tham lam gì đối với xuất sắc xác suất cái này vừa là vì đối phương không thuộc về con đường nhà bói toán bản thân lại có hiệu quả xấu cực kỳ đáng sợ cũng sợ hãi thời gian lâu vậy xuất sắc mang thù sẽ hấp dẫn kẻ nuốt đuôi u lúc lại đây thứ này đưa lên phía trên sương mù xám cho dù có thể bị ngăn cách phong ấn bên trong quá nữa cũng có thể số liệu hóa không gian thần bí kia, về sau tụ hội Taro nói không chừng sẽ biến thành một trò chơi tập thể. Cơ Linh chưa tiếp xúc qua loại sự vật đỉnh tầng này, hoàn toàn không thể nào phán đoán sau khi đưa xuất sắc xác suất lên phía trên sương mù xám sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn quyết định tiếp tục đe dọa xuất sắc, thuận thuận lợi lợi mang nó đưa đến đảo Olavi, giao cho thành viên học phái sinh mệnh có biện pháp phong ấn, về phần vấn đề trội thêm của nhiệm vụ, anh cũng không thèm để ý. Bởi vì chỗ tốt lớn nhất là thu hoạch hữu nghị của rắn vận mệnh, Will Onsetin. Bắt luôn, giáo đường Havet. Em Linh oai cầm huy chương kỳ lạ lớn bằng con mắt, ở trong lòng hát một tiếng, thế giới thực trường ra, không phải phải đi khu bắc phố Pepinser tìm một kẻ gác đêm tên là Leonard Mitchell sao. Thế mà còn chuyên môn cường điệu đối phương có bí mật, đại khái có thể kéo người đi vào giấc mộng. Đây là hoài nghi năng lực của mình à. Em Linh đứng lên thay áo bành tô phối hợp cùng áo sơ mi trắng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ha ha, hắn có bí mật, mình cũng có bí mật, mình dám đánh cuộc, ngày nay hoặc là vị bá tước nào đó đang âm thầm nhìn chầm chầm vào mình, thật nếu ra ngoài ý muốn gì, khẳng định sẽ cung cấp trợ giúp nhất định. Đi vào giấc mộng. Em Linh suy xét vài giây, lấy ra một đám bình nhỏ kim loại, dùng tài liệu giàu có linh tính bên trong điều phối ra một lọ thuốc màu xanh thẳm thu hồi chai cùng thuốc, cậu ta lấy mũ dạ tơ lụa, đi ra phòng nghỉ, cáo biệt giám mục Utraski, rời khỏi giáo đường Havet. Lúc này đã gần trưa, nhưng bầu trời Bắc luôn lại rất tăm tối, sương mù mỏng manh tràn ngập như nước. Em Linh hít mắt lại, đội mũ, tự nói một câu. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Cậu ta gọi một chiếc xe ngựa, thẳng đến trạm tàu điện ngầm hơi nước, tiêu phí 6 penny mua tấm vé toa hạng nhất đi khu Bắc cái này tiết kiệm không ít thời gian so với đi trực tiếp đến. Chừng 40 phút sau, cậu ta đến mục tiêu, đứng ở ngoài cửa lớn số 7 phố Pepinser. Em Linh lễ phép kéo chung cửa, kiên nhẫn chờ đợi một phút đồng hồ. Cậu vừa mới chuẩn bị viết lời nhắn, nhét vào trong khe cửa, hẹn thời gian lần sau tới gặp, rốt cuộc nghe được có tiếng bước chân lười nhát đi lại đây. Không giống như là người hầu. Em Linh hơi gật đầu không thể nhận ra, xuất ra chai thuốc đã điều phối trước đó, mở nắp đậy, ực ực uống sạch sẽ. Sau đó, cậu thấy cửa phòng mở ra, thấy một người nam tóc đen mắt xanh xuất hiện ở trước mắt, thấy đối phương mặc sơ mi trắng ở nhà cùng quần dài màu đen, vạt áo thả ở ngoài quần, khẽ bay theo gió, trong khí chất tiêu sái lộ ra vài phần ngỗ ngược. Tuy là tín đồ đêm tối, nhưng không thể không nói ở diện mạo vẫn miễn cưỡng có thể so với huyết tộc chúng tôi. Em Linh lấy mũ xuống, khẽ nâng cầm nói chào buổi sáng anh là ngài leonard mitchell leonard không quá rõ ràng nhíu nhíu mày nhìn người nam anh tuấn có đôi mắt đỏ bắt mắt ở trước mặt nâng tay che miệng giống như lơ đã ngáp một cái cậu là một người đến gặp tôi có chuyện muốn mời anh hỗ trợ em linh vẫn không lộ ra thân phận của mình hơi cao ngạo mỉm cười nói thái độ như vậy cảm giác như vậy làm cho leonard không hiểu có loại cảm giác quen thuộc giống như thấy mình trong quá khứ luôn cho rằng bản thân là loại đặc thù nhất, là nhân vật chính của thời đại. Anh ta hắn hắn yết hầu nói. Tôi chỉ là một thị dân bình thường, cũng không tiếp nhận quỷ thác. Cậu có chuyện gì có thể đi tìm thám tử tư? Em Linh oai cười cười nói. Chuyện này chỉ có anh có thể hoàn thành. Cậu nhìn thoáng qua trái phải, tiếp tục nói. Tôi muốn mua một vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phạm của người khác. Leonard ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Cậu đến cùng là ai? Lúc này, em Linh không lập tức trả lời, ngược lại nhìn quanh một vòng, chật chật cười nói, quả nhiên rất lợi hại, tôi hầu như không có phát hiện đã bị kéo vào cảnh trong mơ. Cậu không có nóng lòng thoát khỏi nơi này, ở trong sắc mặt chăm chú của Leonard Mitchell lấy ra cái huy chương loại nhỏ đến từ thế giới. Leonard nhìn thoáng qua, vẻ mặt dịu đi một chút, hơi nghiêng đầu, tạm dừng vài giây. Trong im lặng, em Linh quay thấy cảnh tượng bốn phía nhanh chóng vỡ vụn biến mất, giống như từng tấm thủy tinh bị đồng thời bị đánh vỡ. Leonard A à một tiếng, chỉ chỉ trong phòng. Tiến vào nói sau. Nghe được Leonard Mitchell mời, em Linh cũng không có sợ hãi, cầm mũ dạ tơ lụa, mang theo ý cười như có như không, thản nhiên tiến vào nhà. Cậu không có cởi áo khoác, bởi vì trên người giáo sư ma dược luôn sẽ mang theo rất nhiều vật phẩm phụ trợ, sau khi mất đi che giấu thì sẽ không quá mỹ quan. Em Linh cứ mặc áo bành tô như vậy ngồi xuống, lưng dựa ra sau, thản nhiên mở miệng nói, thật ra không cần phiền toái như vậy. Có, thì báo giá, không có, thì cứ nói thẳng. Đương nhiên, tôi rất xác định anh có. Hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt đỏ tươi chiếu rọi ra bóng dáng Leonard miết treo quần áo tùy ý. Loài cảnh tượng tôi biết anh có bí mật gì, mà anh hoàn toàn không biết gì về tôi làm cho em linh thể xác và tinh thần thoải mái, rất có cảm giác về sự ưu việt. Chương 675, Tùng xuất sắc, 1 Leonard lấy tay vuốt sơ mái tóc đen, tùy ý ngồi ở trên ghế đối diện, không có kinh hoảng cùng nghi hoặc gì mỉm cười nói. Ít nhất tôi phải biết là ai cần. Có lẽ là tôi, có lẽ là bạn của tôi. Em Linh khẽ nâng cầm, tao nhã cười nói. Leonard hiếp mắt, hơi hơi nghiêng đầu đi, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Rốt cuộc, anh ta cười một tiếng. Được rồi, anh đã cầm cái huy chương này đến đây, tôi thẳng thắn thành khẩn trả lời cho anh. Tôi quả thật có một vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phạm người khác, nhưng cũng chỉ có một món như vậy. Nếu anh muốn mua, 7.000 bản, không tiếp thu trả giá. 7.000 bản. Vật phẩm thần kỳ gì mà mắc như vậy? Tuy không phải là mình ra tiền, nhưng em Linh vẫn bị dọa giật mình, suýt nữa không thể bảo trì phong độ huyết tộc. Trong đầu cậu ta đã tự động mang số tiền này đổi thành bao nhiêu con rối cùng bao nhiêu bộ quần áo con rối. Im lặng hai giây, em Linh lộ ra nụ cười nói. Tôi suy xét một chút, hai ngày nữa cho anh câu trả lời thuyết phục. Có thể. Leonard Mitchell nhếch khóe miệng một cái. Ra khỏi căn nhà số 7 phố Petinser, em Linh giống là chưa từng phát sinh chuyện gì, ngồi xe ngựa tới trạm tàu điện ngầm hơi nước khu Bắc, một đường quay về khu sao thờ Lấy mũ xuống, quay đầu nhìn con đường đang có người cùng xe ngựa lui tới, em Linh cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào giáo đường Havet. Ở giữa một gốc cây bên đường cùng đèn đường khí gas màu đen, một cái bóng không rõ đột nhiên di động, bước ra Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh. Anh ta xuất hiện trong im lặng, nhưng lại không có khiến cho người qua đường nào chú ý. Người của giáo hội đại địa mẫu thân. Em Linh hơi nhíu mày, giống như lẩm bẩm nói. Anh ta tạm dừng hai giây, rời khỏi phố râu sờ chỗ giáo đường Ha Vét. Bảy nghìn bản. Hắn sao không đi cướp đi? Phía trên sương mù xám, cơ Linh nghe được ánh trăng em Linh báo lại suýt nửa bật thốt lên, phát ra âm thanh. Lời nói cùng loại, anh khi làm Herman Sparrow từng nói qua, nhưng cảnh tượng cùng tâm tình hai lần lại hoàn toàn khác nhau. Căn cứ mức treo thưởng phó thứ ba tàu Golden Dream, Hoa Nơ, Colin phỏng đoán vật phẩm thần kỳ cùng loại giá ở chừng 5.000 bản, cho dù bị đẩy giá cũng nhiều lắm đến 6.000 bản, ai biết, Leonard Mitchell trực tiếp báo 7.000 bản. Chẳng lẽ là vật phẩm danh sách càng cao lưu lại, đánh cắp năng lực phi phạm người khác chỉ là một loại hiệu quả trong đó? Không, như quả thật là vậy, giá thế nào cũng phải 10.000 bản khởi bước. Người bạn thi nhân này, mình trước kia sao không biết cậu ta là gian thương chứ, cậu rõ ràng biểu hiện thật sự tiêu sái, không mấy để ý đối với tiền tài. Cơ Linh nhịn không được thở dài vài câu. Nếu đã có manh mối, thấy được ánh trạng đông, hơn nữa có thể dùng tiền giải quyết, Cơ Linh không muốn lại tìm kiếm con đường khác, miễn có ngoài ý muốn. Anh nhanh tính toán tài sản bản thân, phát hiện đây là giá có thể thừa nhận tính 300 bản phí dự chi ủy thác của dược sư, 5.400 bản tiền thưởng kẻ xảo ngôn cùng tiền cướp đoạt được trên thi thể, trừ đi 200 bản trả thù lao cho tiểu thư, ma thuật sư, mình hiện tại tổng cộng có 12.767 bản tiền mặt thêm 5 đồng vàng, cái này còn chưa có tính 3 sa 8 penny tiền lẻ. Mặt khác, tiểu thư chính nghĩa cuối tuần này sẽ trả 2.000 bản tiền nợ cùng 1.800 bản tiền đặc tính bác sĩ tâm lý mình là giàu hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chẳng sợ ở Bắc Luân, cũng có thể xưng được với phú ông. Cơ Linh hít vào một hơi, không hề do dự, để cho tiền mặt từ trong đống tạp vật bay lại đây, rời ở trên bàn. Anh đếm ra 7.500 bản tiền mặt, mang chúng đặt sang một bên. Bảy 000 bản là tiền vật phẩm thần kỳ, 500 bản là phí, phiêu lưu của em Linh. Ai, cực cực khổ khổ có hơn 10.000, một lần đã mất đi hơn phân nửa. Cơ Linh thể hiện ra thế giới, để cho hắn bày ra động tác cầu nguyện, báo cho biết em Linh không có vấn đề, 15 phút sau cử hành nghi thức, nhận ngài kẻ khờ, trung chuyển ban cho. Mặt khác, Cơ Linh còn để cho thế giới dặn dò ánh trăng em Linh, sau khi lấy được tiền mặt không cần nóng lòng hoàn thành giao dịch, phải đợi tới ngày mai. Anh là sợ hãi thiên sứ gia tộc do ra trong cơ thể Leonard Mitchell phát hiện trên tiền mặt có khí tức sương mù xám, phải có một quá trình tán vị tự như khi đưa huy chương cho em Linh vậy. 15 phút sau, cơ Linh nhìn sắp tiền còn lại độ dày giảm bớt hơn một nửa, thở dài, quay về tới thế giới hiện thực. Lúc này, đã là 10 giờ 40 thứ sáu, cách tàu chở khách đến đảo Olavi còn chừng 8 giờ. Lại đến thời gian một lần nữa đe dọa, xuất sắc xác suất. Cơ Linh nói nhỏ một câu, cử hành nghi thức, mang ra hộp thuốc lá bằng sắt chứa, mắt toàn màu đen anh đoán dược sư béo đát keo đối với cái này có hoài nghi gì đó, cho nên, cố ý mang xuất sắc vào nhà vệ sinh xử lý. Thấy xuất sắc xác suất một lần nữa an tĩnh lại, cơ linh rất nhanh xử lý, mắt toàn màu đen cùng hộp thuốc lá bằng sắt, thở ra một hơi thật dài, tính nhẩm thời gian. Hẳn có thể chống được tới khi giao nó cho người mà đát keo liên hệ, không cần làm xử lý gì nữa. Nghĩ đến đây, cơ linh lại có chút lo lắng suy xét một vấn đề khác mắt toàn màu đen xuất hiện qua ở trước mặt tạo vật chủ chân thật lại còn ô nhiễm tinh thần như vậy cách mấy mấy giờ lấy ra một lần nói không chừng sẽ bị tập trung phái cường giả lại đây tìm kiếm bất quá mỗi lần chỉ một hai phút như vậy vấn đề hẳn không lớn cho dù phát hiện bọn họ cảm ứng đối với vị trí cũng sẽ không quá tinh chuẩn ai liên quan đến tạo vật chủ chân thật không có cách nào dùng bói toán xác định chỉ có thể đề cao đề phòng hoàn hảo đây là một lần cuối cùng hơn nữa chỉ 7-8 giờ nữa là đã tới mục tiêu rồi. Mình vì sao lại cắm flag cho bản thân, phi phi phi, vừa rồi mình không có nghĩ cái gì cả. Cơ Linh cầm lấy, xuất sắc xác suất quay về phòng khách, thấy dược sư béo tinh thần quể oải ngồi phịch ở trên ghế bành, mà con cú mèo Harry thần thái sáng láng, tự như không cần nghỉ ngơi. Đây là sinh vật khác nhau sau khi uống ma dược như nhau thi được đặc thù khác nhau. Ít nhất tiểu thư chính nghĩa cũng không có nói qua, cô ta không cần ngủ. Kết cấu sinh lý của con cú mèo mang đến độc đáo. Ai, mình không đủ hiểu biết đối với nó, quả nhiên là cường giả bàn phím cái gì cũng biết một chút cái gì cũng chỉ biết một chút. Cơ Linh ngồi ở sofa, mang xuất sắc màu trắng nhà nọ để vào hộp nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi chạm vạn đến, thuyền cập bến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời sáng ngời trên cao dần dần ngã về Tây, càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, Cơ Linh nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên đứng thẳng người dậy, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt sắp buông xuống. Cái này siêu việt linh tính trực giác của nhà bói toán cùng dự cảm nguy hiểm của thằng hệ, giống như nguyên từ gần sóng vô hình của sương mù xám xuất hiện quỷ dị ở quanh người anh. Có kẻ địch, kẻ nuốt đuôi, u lút hoặc thánh giả, hồi cực quan. Cơ Linh mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Loại thời điểm này, phàm là xuất hiện một chút sai lầm, anh phải suy xét chuyện chết mà sống lại. Về phần dược sư béo đá keo cùng con cú mèo Harry, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chương 676, Tung xuất sắc, 2 Anh từ đầu hy vọng người tới chỉ có thể cảm ứng mơ hồ, chỉ có thể xác định một phạm vi đại khái, không nhất định có thể tìm được mình hoặc xuất sắc xác suất nhưng suy xét đến đây là chuyến tàu, phụ cận là biển lớn không có bóng người, mục tiêu tự như không khó tập trung, đến lúc đó, phiền toái sẽ càng lớn hơn nữa, đành phải quyết đoán bỏ qua. Phía trên tàu khách, hư không đột nhiên xé rách, mơ hồ thể hiện ra một cánh cửa vô hình giăng kín các loại phù hiệu phức tạp. Hai bàn tay hơi tái nhật vươn ra từ khe cửa, lôi kéo mạnh về phía sau, để cho cả thân thể đi ra. Ông ta đội mũ mềm màu đen mà người già yêu thích cùng trường bào cổ điển màu sậm, bộ dáng xem qua cũng không đến 40, tóc nâu hơi hơi quăng, cho người ta cảm giác cực kỳ cứng rắn. Trong đôi mắt tối tăm của ông ta giống như có vô số hư ảnh đang bồi hồi, lại tự như cất giấu tầng tầng lớp lớp thế giới hỗn loạn. Cơ linh cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, chỉ là vẻ mặt biến hóa, đã làm cho đát keo cùng con cú mèo Harry sợ tới mức không dám nhúc nhích. Anh không hề do dự, căn cứ dự tính đã đặt ra trong mấy ngày này đối với tình huống cùng loại, ngã người về phía trước, cầm lấy, xúc sắc xác suất kia. Tiến hành phán định hành vi đối với vườn người đến có ác ý, tôi muốn một điểm cơ linh trầm giọng nói nhỏ quẳng ra xuất sắc màu trắng ngà cùng theo bản năng ở trong lòng cầu nguyện với nữ thần hy vọng xuất sắc vừa trải qua đe dọa không bao lâu có thể nghe lời có thể phát huy tác dụng cùng lúc đó anh biểu hiện cực kỳ trấn định miễn cho xuất sắc cảm ứng được bản thân căng thẳng nhân cơ hội quấy rối trong tiếng va chạm bóp 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 xuất sắc xác suất quay cùng vài vòng dừng hình ở một điểm đỏ tươi như máu trên không tàu chở khách, người nam áo bào đen không đến 40 kia trong đôi mắt đã chiếu rọi ra cả chiếc thuyền. Ông ta lan tràn ra linh tính, nhìn quét một vòng, lấy tay bắt lấy hư không phía trước, mạnh kéo ra một cánh cửa lớn gần như vô hình. Vị cường giả này đi vào bên trong, biến mất khỏi nơi vốn đang đứng. Trong khoang thuyền hạng nhất cơ linh nhất thời cảm giác nguy hiểm đã đi xa, khó có thể ngăn chặn lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Anh ngóng nhìn, xúc sắc xác suất trên bàn, nhìn không được cảm khái một câu ở trong lòng. Xuất sắc này nếu hiệu quả xấu không lớn như vậy, có thể lợi dụng đầy đủ, quả thực chính là thần khí. Không hổ là vật phong ấn cấp, không, không hổ là tính duy nhất con đường, quái vật. Vừa rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Dược sư béo đắc keo lúc này mới tìm về dũng khí, thật cẩn thận hỏi. Cơ linh bảo trì tư thế không thay đổi, bình tĩnh đáp lại. Anh không cần biết. Tôi rõ ràng, tôi rõ ràng, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Đá keo lau mồ hôi lạnh trên đầu. Mấy giờ kế tiếp, không có ngoài ý muốn gì phát sinh nữa, sau khi mặt trời hạ xuống đường chân trời, sắc trời hoàn toàn tăm tối, Cơ Linh rốt cuộc thấy một tòa hải đăng cao ngất xuất hiện cách đó không xa. Olavi nằm ở hướng đông bắc quần đảo rốt, di đường thẳng cũng không xa, chỉ là tuyến đường an toàn công công quẹo quẹo, không không gia tăng mấy trăm hải lý nó nguyên bản là một đảo nguyên thủy tồn tại các sinh vật phi phạm, cũng không có nhân loại ở. Sau khi thời đại săn bắn kết thúc, vương quốc Truen mang nơi này làm thành nơi lưu đầy phạm nhân, để cho đảo Olavi dần dần có nông thôn cùng thành trấn. Đợi cho một số đảo ở phía đông bị phát hiện bị thực dân, nơi này dựa vào tuyến đường an toàn tiện lợi cùng tài nguyên tự nhiên phong phú, hấp dẫn không ít di dân mới, tạo nên thành phố cảng tương đối phồn hoa ánh sáng hải đăng ở trong hoàn cảnh tâm tối là rõ ràng như thế ấm áp như thế, dẫn đường cho tàu khách vào cảng, bỏ neo ở bến tàu. Cuối cùng đã đến, cảm tạ trăng đỏ cùng vận mệnh chiếu cố. Dược sư béo đắt keo nhảy xuống bậc thang cuối cùng, dẫm lên mặt xi măng kiên cố. Nếu thật muốn nói, trừ bỏ vận mệnh, anh cần phải cảm tạ kẻ khờ cùng hải thần chiếu cố. Cơ Linh một tay cầm theo vali hành lý, một tay cầm ba tông đá keo cất kỹ hộp nhẫn chứa, xuất sắc xác suất không chút trì hoãn hỏi rõ chỗ ở của người gõ chung cano, lên chiếc xe ngựa, thẳng đến giáo đường sang Draco, tiến vào gác chuông to lớn lớn mật chọn dùng màu đỏ, màu lam cùng màu vàng. Trong gác chuông, cano có một phòng nhỏ thuộc về bản thân. Thùng, 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 đá keo liên tục gõ cửa ba lần, khẩn cấp muốn giao ra vật phẩm trong tay. Kẹt một tiếng, cửa gỗ màu nâu sáng mở ra, trong phòng đi ra một người nam thân hình cao lớn nhưng lưng hơi còng. Ông ta xem qua chừng 40 tuổi, ngũ quan tính riêng mà nói, thì không có vấn đề gì, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, lại tràn ngập cảm giác không phối hợp. Cơ chỉ liếc mắt một cái, đã phát hiện hai mắt hắn một cao một thấp, hai lỗ mũi một lớn một nhỏ, cơ thịt bên trái thoáng lỏng, làm cho khóe miệng có chút rũ xuống, mà bên phải vừa lúc tương phản. Hai chân cano rõ ràng một dài một ngắn, cánh tay một tráng kiện một gầy yếu, cả người cực kỳ không đối xứng, cực kỳ xấu xí. Các người là... Cano mặt trường bạo màu đen liếc mắt nhìn hai người một cái. Ông là người gõ chung Cano. Dược sư béo đát keo cẩn thận hỏi ngược lại. Cano một bên khóe miệng cao một bên khóe miệng thấp cười nói. Người xấu xí giống như tôi, hẳn là không có thứ hai. Quả thật. Đát keo cực kỳ thành thực gật gật đầu, chợt cười một tiếng, nhìn ra được, ông tâm tính thực không tệ. Thật ra, đối với đàn ông mà nói, bề ngoài cũng không quan trọng, năng lực phương diện nọ mạnh mới là trọng điểm. Hắc, anh đây là chưa thấy qua các cô gái sống ảo chân chính mà. Cơ Linh trải qua thời đại ngôi sao đập đi xây lại ở bên cạnh cười nhạt. Cano vẽ mặt âm trầm một chút nói. Tôi không muốn thảo luận chuyện này. Phương diện kia của ông có vấn đề. Không sao, tôi có các loại thuốc, tuyệt đối có một loại có thể trị vấn đề của ông. Đá keo còn chưa nói xong đã bị cơ linh sợ hãi hắn bị đánh chết ngay tại chỗ nhảy tới một bước, chặn trước nửa người. Cơ linh trầm thấp nói. Hắn là học sinh của Roi Kim. Tôi đã đoán được, Roy Kim có miêu tả qua đặc điểm của hắn. Cano tránh đường, mời hai người đi vào. Phòng của ông ta cực kỳ nhỏ, chỉ có một cái giường cùng một ngăn tủ có thể làm bàn ăn, nhà vệ sinh thì ở tầng dưới chót gác chuông. Đát keo lấy ra hộp nhẫn, đưa nó cho Cano, gượng cười nói. Thầy tôi bảo tôi chuyển giao vật phẩm này cho ông. Cano mở ra nhìn thoáng qua, thấy xuất sắc là bốn điểm hướng lên trên, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói với Đá keo. Cậu không phải không đáng tin giống như thầy của cậu nói, nhìn ra được, cậu cũng không có thử sử dụng nó, như vậy sẽ làm cho nó thức tỉnh, làm cho nó rõ ràng bản thân đã không bị phong ấn. Dược sư béo mặt đỏ lên, thành thực nói, nó chỉ là hiện tại có vẻ yên tĩnh, chừng 2 giờ nữa thì sẽ lại tự chuyển động, ông tốt nhất nghĩ biện pháp phong ấn nó một lần nữa. Cano da mặt co rút giật mình. Lại. Cái này, cái này, tôi không cẩn thận làm rơi nó ra đất, sau đó nó liền, nó liền sống lại từng chút một. Đã keo theo bản năng muốn liếc mắt nhìn con cú mèo Harry một cái, lại phát hiện đối phương cũng không có theo vào, mà đứng ở ngoài gác chuông làm cảnh giới. Chương 677, Nghị viên vận mệnh Cano ánh mắt rõ ràng trợn to, thân thể còn quê suýt nửa thẳng lên, cậu làm thế nào đến được nơi này? Ở hắn xem, vị học sinh của roi kim này hẳn đã sớm bị xuất sắc đùa chết rồi. Đác keo vội chỉ vào Herman Sparrow nói. Nhờ vào vị tiên sinh này, ông ta là nhà mạo hiểm mạnh mẽ, cung cấp bảo hộ hữu hiệu nhất cùng phương pháp phong ấn xuất sắc ngắn ngủi. Phương pháp gì? Người gõ chung cano bật thốt lên hỏi. Cơ Linh cười cười nói. Bí mật làm ăn. Cano sắc mặt biến ảo vài cái, lấy tay ấn ngực, cúi người. Tôi đại biểu tổ chức chúng tôi cảm tạ trợ giúp của anh. Đác keo thuận thế nói. Giá thuê anh ta là một nghìn bản thêm một yêu cầu. Yêu cầu là chúng ta giúp anh ta tìm kiếm một vật phẩm thần kỳ có tính công kích mạnh mẽ mà hiệu quả xấu không tính nghiêm trọng, anh ta sẽ mua với giá hợp lý. Ừm, tôi chỉ có hơn 300 bản một chút, cho nên chỉ dự chi chừng đó, còn lại, chỉ có thể dựa vào mọi người. Cano lặng lẽ nghe xong, khóe miệng khẽ động nói. Tôi chỉ có hơn 100 bản. Bỗng nhiên, trong phòng người gõ chuông đã không người nói chuyện, bên ngoài gió xuyên thấu qua khe hở, thổi vào, xẹt qua khuôn mặt ba người. Rốt cuộc, Cano lại lần nữa mở miệng. Có lẽ nghị viên Richard có, tôi đưa hai người đi gặp ông ta. Xem ra tương đối tín nhiệm chúng ta, dù sao một vị nghị viên vận mệnh là không có cách nào so sánh cùng xuất sắc xác suất. nếu chúng ta thực có vấn đề, căn bản sẽ không mang theo xuất sắc lại đây, miễn ra ngoài ý muốn, tính duy nhất bị cướp trở về. Cơ Linh nhìn người gõ chuông cano từ trong góc phòng lấy ra một ngọn đèn bảo. Lúc này, anh lặng yên mở ra linh thị, đơn giản quan sát đối phương. Vừa quan sát, Cơ Linh suýt nửa nhướng mày, bởi vì màu sắc khí tràn của cano tương đương kỳ lạ màu sắc cảm xúc của ông ta không thành vấn đề thực bình thường nhưng trạng thái đại biểu thân thể lại có vẻ không đủ tự nhiên trái tim xanh đầu tím hệ tiêu hóa vàng đủ màu sắc có hương vị khâu lại cùng một chỗ không quá phối hợp tương tự tinh thần của cano cũng tạo cho người ta cảm giác cùng loại quái vật khâu lại mà thành cơ linh căn cứ hiểu biết cùng tri thức bản thân thô sơ giản lược làm phán đoán. Cano chuẩn bị xong đèn bảo, quay đầu nhìn nhà mạo hiểm Herman Sparrow này, không có vẻ mặt gì nói, tôi rất mẫn cảm đối với linh thị. Tôi nghĩ anh cũng phát hiện một ít vấn đề, ta cũng không phải một người được sinh ra tự nhiên, tôi là sản phẩm luyện thành từ cơ thể con người của giáo hội đại địa mẫu thần, là loại tương đối có vẻ thất bại, cho nên tôi căn bản không có năng lực phương diện nọ. Một câu cuối cùng của ông ta là nói với Đác Keo. Cano không nói gì nữa, cầm theo đèn bảo, khoác áo bào đen, thân thể cao lớn còng queo, mượn dùng hào quang mờ nhạt nọ, ở trong bóng đêm yên tĩnh đi xuống từng bậc một của gác chuông. Sản phẩm luyện thành từ cơ thể con người của giáo hội đại địa mẫu thân. Nhưng giáo đường sang Draco thuộc về giáo hội gió bảo mà. Bởi vì tương đối thất bại, không được coi trọng, Cano phản bội rời giáo hội đại địa mẫu thần, trở thành thành viên của học phái sinh mệnh. Cái này có thể lý giải, giáo hội đại địa mẫu thần cùng học phái sinh mệnh đều nắm giữ con đường, dược sư, tất nhiên sẽ có qua lại nhất định. Nhưng học phái sinh mệnh vì sao lại phái một người nhìn qua là không đơn giản đến làm người gõ chung giáo hội gió bão. Che giấu thân phận bình thường, hay là hai nêm tồn tại liên hệ nào đó. Cơ linh mặt ngoài bình tĩnh theo ở phía sau cano, từng bước ra khỏi gác chuông, vòng đến một cái cầu đá phụ cận vừa tới gần bên trái nhất của vòng cầu, cơ linh chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Con cú mèo Harry bay theo lại đây, đậu trên một nhánh cây. Rắc. Nhánh cây nọ đột nhiên gãy, Harry rơi thẳng xuống, thật vất vả mới bay lên trở lại, không có rơi ở trên đất. Đá keo đang muốn mở miệng, Cano đã trầm thấp giải thích. Nghị viên Richard bị thương, lực lượng có chút không chịu khống chế, chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định gần ông ta, sẽ lây dính vận rủi. Cano dừng bước chân lại, mang hộp nhẫn xuất sắc tung về phía vòng cầu, ngài nghị viên, học sinh roi kim mang xuất sắc đưa lại đây. Tốt lắm. Chỗ sâu trong vòng cầu âm u truyền ra một thanh âm khang khang. Một bàn tay mọc ra một chút vẫy trắng bạc sờ soạn vươn ra từ trong bóng tối, đè lên trên hộp nhẫn rơi ở trên bùn đất. Tiếp theo, ông ta mở hộp nhẫn, lấy ra viên xuất sắc màu trắng ngà ở bên trong. Một bàn tay khác cũng có vảy màu trắng bạc của ông ta đưa ra theo, lòng bàn tay nắm một vật phẩm giống như làm từ da. Vật phẩm nọ giống như ông nước, lại đầu đuôi nối nhau, ở dưới ánh trăng đỏ rực hiện ra màu xám trắng, mặt ngoài có phù hiệu cùng đánh dấu phức tạp, cùng với không ít cổ văn hêm chỉ hướng rắn thủy ngân, Will Onsetin. Nghị viên vận mệnh Richard mở vật phẩm này ra, mang xuất sắc xác suất nhét vào bên trong, sau đó một lần nữa để cho đầu đuôi nối nhau dùng vận mệnh lặp lại biên độ nhỏ phong ấn xuất sắc xác suất để cho nó thủy chung bị vây ở trong trạng thái ngủ say hoặc yên tĩnh quả nhiên rắn thủy ngân will Onsetin đã đoán được chuyện cùng loại làm chuẩn bị nhất định cơ linh thoải mái thu hồi tầm mắt nghe thấy richard trầm trầm nói tôi đã thỏa thuận của các người ngài herman sparrow vật phẩm thần kỳ chờ tôi khôi phục sẽ giúp anh tìm kiếm bảy trăm bản nọ tôi lập tức phụ gia may mắn cho anh anh đến vài sòng bạc ở Olavi chơi một chút, có thể thu thù lao tương ứng, nhớ kỹ, mỗi sòng bạc không cần thắng vượt qua 200 bảng, tổng cộng cũng không vượt qua 700 bảng. Nói cách khác, ông cũng không có tiền. Xem bộ dáng bị thương phải trốn của ông, không mang tiền cũng coi như bình thường. Cơ Linh hơi gật đầu không thể nhận ra nói, tốt. Anh chờ đợi mấy chục giây, không có cảm giác gì, nghị viên vận mệnh, Richard lại thở ra một hơi nói, anh đã trở nên đủ may mắn. Phải không? Cơ Linh lựa chọn tin tưởng đối phương, không quấy rầy đát keo báo cáo chuyện thầy bị giam giữ với trưởng bối, căn cứ người gõ chung cano giới thiệu, tìm sòng bạc gần đây, ngồi vào bàn đánh bài 21 điểm. Sau hơn 10 phút, anh vẽ mặt mê man cùng dại ra rời khỏi sòng bạc. Anh vừa rồi không chỉ không có thắng tiền, còn thua 30 bảng. Nói là có may mắn mà. Mình vì sao phải tin tưởng ông ta? Ông lão kia thật sự là xấu mà. Cơ linh không chút do dự liền quay về cầu đá nọ, đến gần vòng cầu. Nhanh như vậy. Vận may thực không tệ à, Richard ở dưới vòng cầu âm u nửa mang ho khang cười nói. Lúc này, đá keo cùng con cú mèo Harry đã tìm khách sạn ở phụ cận. Cơ linh mặt không chút thay đổi đáp lại nói. Thua. Thua. Richard lẩm bẩm từ này, thật lâu không thể thành lời. Trong hoàn cảnh tối tăm lặng lẽ, một con cú mèo bình thường bất an bay qua. Hai bên cầu đá đèn đường khí gas lẳng lặng chiếu rọi, nhưng không cách nào bị xua tan bóng tối phía dưới, chỉ có ánh đỏ ảm đạm từ trời cao rải xuống mới có thể miễn cưỡng chiếu sáng bùn đất màu nâu. Nghị viên vận mệnh ri chát tránh ở trong vòng cầu hồi lâu không có phát ra âm thanh, để cho cơ linh nhịn không được hoài nghi đối phương có phải bởi vì thương thế quá nặng lại thêm suy đoán sai về hắn nên phụ gia may mắn thất bại rất có khả năng cũng bởi vì nhân tố phương diện này hay không. Ngay ở lúc Cơ Linh muốn mở miệng thử thăm dò xác nhận tình huống, duy chắc họ hai tiếng, trầm trầm nói, không hổ là nhà mạo hiểm mạnh mẽ có thể phong ấn xuất sắc thời gian ngắn. Tình huống hiện tại ra ngoài dự đoán của tôi, khụ, tôi rất ngạc nhiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm cho phụ gia may mắn của tôi hoàn toàn không có hiệu quả. Chương 678, tới tay, một. Chương 678, tới tay, một. Cực kỳ tiếc nuối, tôi không thể đi ra, không thể đối mặt trực tiếp với cậu, nếu không tôi hẳn là có thể thấy được một ít thứ mà người phi phạm con đường khác khó có thể nhìn được, cho dù họ có được linh thì cao. Đây là đặc thù con đường, vận mệnh, mới có thể có. Cho nên, vấn đề là ở trên người mình. Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ông trả 700 bản cho tôi, không, 730 bản. Cơ Linh trong lòng lẩm bẩm đồng thời không tự chủ được nhớ tới cô nhi Adelaide Mison danh hiệu quái vật ở thành phố Tiên. Người trẻ tuổi kia tương đương nửa danh sách chính, sau khi nhìn thấy Cơ Linh, kêu thảm thiết ngã xuống đất, mắt đổ máu, sợ hãi tự như gặp ác ma. Cái này là vì hắn có đặc thù con đường, bánh xe vận mệnh, cho nên nhìn ra vấn đề của mình, nhìn ra sự việc có liên quan đến sương mù xám. Đáng tiếc, vị nghị viên vận mệnh này thương thế có chút nghiêm trọng, tự mang lĩnh vực vận rủi, không có cách nào để cho ông ta hỗ trợ xem một chút. Trở về hỏi, rắn thủy ngân, Will Onsetin, hắn có lẽ biết cái gì đó, bất quá, con đường này cũng rất có khí chất lưu manh, hắn vị tất sẽ trực tiếp trả lời mình, đại khái chỉ cho vài câu ba phải mơ hồ không rõ cái nào cũng được. Cơ Linh vẫn duy trì trạng thái không có vẻ mặt nói. Vậy ông chuẩn bị làm thế nào? Richard thở dài nói: "Cậu gọi Đác Keo đến đây, tôi phụ gia may mắn cho hắn, để hắn thay thế cậu đi sòng bạc thắng tiền." Căn cứ tên khách sạn mà nghị viên Richard đưa, Linh rất nhanh tìm được dược sư béo đát Keo, sau đó mang theo vali, đờ đẫn nhìn đối phương không ngừng thắng tiền ở mấy sòng bạc lớn, đến rạng sáng đã thu được 750 bảng. Tiếp nhận 730 bảng, Linh rõ ràng nhận thức một vấn đề trước đó may mắn mất đi hiệu lực nguyên nhân là ở trên người anh vì sao vậy cơ linh cất ví tiền cau mày không tiếng động tự nói một câu anh nhanh chóng nghĩ tới sương mù xám trắng mỏng manh vô hình xung quanh người mơ hồ rõ ràng nguyên do sau khi tấn thăng người không mặc sương mù xám có đang vào nhất định cùng hiện thực không những giúp mình che chắn lời vô nghĩa trên bản chất không quá mạnh lại có thể phá hư người khác gây ảnh hưởng đến vận mệnh ở trong phạm vi nhất định cho nên may mắn mà vị nghị viên kia cho không thể có hiệu quả dựa theo logic này ở trình độ nào đó vận rủi hẳn cũng không thể ảnh hưởng đến mình à cái này tính là gì vừa làm cho mình không đến mức biến thành quỷ xui xẻo cũng phá diệt hy vọng trở thành người thắng cuộc của mình cơ linh âm thầm lắc đầu đi theo đá keo cùng con cú mèo trở lại cầu đá mang phương pháp triệu hồi tín sứ của mình báo cho nghị viên vận mệnh richard biết để cho đối phương sau khi có được tin tức vật phẩm thần kỳ mang tính công kích thì sẽ truyền báo lại. Làm xong tất cả cái này, Cơ Linh ở thành phố cảng đảo Olavi tìm khách sạn, thuê một phòng bình thường ở lại. Bắt luôn, vào buổi sáng. Em Linh quay đi ở dưới bầu trời âm u mà bản thân rất thích, xuyên qua sương mù dày bằng tháng 11 tháng 12 năm trước, lại lần nữa đi đến bên ngoài số 7 phố Pepinser khu Bắc. Kéo chuông cửa, cậu ta lưng thẳng, cầm khẽ nhất kiên nhẫn chờ đợi. Leonard mở cửa phòng, nhìn thấy gương mặt tuy anh Tuấn nhưng lại khá làm cho người ta chán ghét, tránh đường, tùy ý để đối phương đi vào. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi trắng ở nhà thêm quần dài màu đen, nhưng bên ngoài khoác thêm cái áo ghi lê sẫm màu nhiều lớn. Suy xét thế nào? Leonard cười hỏi. Không có vấn đề. Bởi vì không phải tiêu tiền của mình, em Linh không hề có ý tưởng mặc cả. Cậu thậm chí cho rằng lấy thái độ biểu hiện của đối phương lần trước, mặc cả ngược lại sẽ làm cho giá tăng lên. Leonard nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười nói. Thực giàu có mà. Tôi nghe ra được, anh đang nói lời khách sáo. Em Linh thầm hừ một tiếng, mở miệng đáp lại. Cái này không phải vấn đề anh cần quan tâm. Nói xong, cậu đưa lên cái vali da nhỏ trong tay, mở cùng triển lãm 7.000 bản tiền mặt bên trong. Leonard lấy ra từng sấp một, kiểm tra một hồi. Sau đó, anh ta lấy xuống cái bao tay đỏ ở tay trái, đưa cho em Linh nói. Đây là vật phẩm thần kỳ anh cần, nó có thể dùng màu sắc khác nhau để ngụy trang. Nó gọi là hỏa chủng, có thể đề cao sức quyến rũ của người sử dụng, làm cho lời nói có lực thuyết phục rất mạnh. Nó có thể đánh cắp một năng lực phi phạm của mục tiêu ở trong phạm vi 50M, càng hiểu biết đối với mục tiêu, càng dễ đánh cắp loại mà mình muốn càng không hiểu, càng tiếp cận tùy ý, dựa vào vận may. Khi mục tiêu cao hơn danh sách 6, có khả năng xuất hiện kết quả thất bại, càng lên cao, xác suất thất bại càng lớn. Sau khi đánh cấp thành công, mục tiêu sẽ mất đi năng lực phi phạm nọ, phải cách ít nhất 12 giờ mới có thể khôi phục, mà chủ nhân hỏa chủng có thể sử dụng thuần thục, duy trì chừng 10 phút. Mà nó sở dĩ mắc là vì ảnh hưởng xấu của nó rất nhỏ. Yên lặng nghe đối phương giới thiệu xong, em Linh đối với vật phẩm thần kỳ, hỏa chủng này có hứng thú rất lớn, mở miệng hỏi. Có ảnh hưởng xấu gì? Leonard tùy tay vuốt vuốt tóc, cười cười nói. Một là khi đeo nó, có xác suất không hề nhỏ xuất hiện tình huống mất đi vật phẩm trên người, hai là sau khi sử dụng, năng lực phi phạm nào đó của bản thân sẽ mất đi ít nhất 12 giờ, nhưng trong phạm vi này chỉ mất đi một cái, nói cách khác chính là, cho dù sử dụng nhiều lần, cũng sẽ chỉ mất đi một cái. So sánh với rất nhiều vật phong ấn mà tôi biết, ảnh hưởng xấu của nó quả thật rất nhỏ. Em Linh hắn hắn ít hầu, khẽ gật đầu nói. Cậu tiếp nhận cái bao tay, hỏa chủng, kiểm tra một hồi, sau đó lấy từng sắp tiền mặt trong vali da ra, đặt ở trên bàn. Tiếp theo, cậu để cái bao tay vào trong vali, không có trực tiếp mang vào. Cầm lên vali da, em Linh giống như trước theo đường cũ quay về giáo đường vét tiến vào phòng nghỉ giáo sĩ, bố trí nghi thức hiến tế. Cửa lớn thần bí hư ảo mông lung mở ra, cái bao tay màu đỏ xuyên qua hư không u ám thâm trầm, sắp tiến vào phía trên sương mù xám. Đúng lúc này, mặt ngoài cái bao tay tiếp xúc cùng sương mù xám, đột nhiên hiện ra một gương mặt người nho nhỏ vặn vẹo khủng bố. Nó không ngừng bốc hơi, lại kiệt lực duy trì. Thấy một màn như vậy, Cơ Linh cũng không cảm giác quá ngoài ý muốn dù sao lão gia gia trong cơ thể Leonard là thiên sứ con đường, kẻ ăn trộm, chuyện phân thân Amon có thể làm được, rất có thể người này cũng làm được. Đối với cái này, anh đã có chuẩn bị đầy đủ, tin tưởng đối phương cho dù thực đạt tới cấp bậc như Amon kia, mình cũng có thể thanh trừ lại không để cho đối phương phát hiện sương mù xám tồn tại, từ đó xuống tay đối với ánh trăng, em Linh. Cầm lấy quyền trượng hải thần sớm đặt ở trước người, Cơ Linh lấy tư thái trên cao nhìn xuống để cho những viên bảo thạch màu xanh lam đồng thời sáng lên. Bỗng nhiên, phía trên sương mù xám ánh sáng bạc lóe lên, từng luồng tia chớp tự như mưa to, mang theo một chút lực lượng sương mù xám, lần lượt rơi ở trên gương mặt người nho nhỏ hư ảo kia. Gương mặt người nọ ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đã hoàn toàn tiêu tán, để lại một con trùng bán trong suốt đã chết đi, mặt trên có 12 vòng tròn trong suốt. Trùng thời gian nhưng yếu hơn so với Amon. Linh nói nhỏ một câu, ngoắc để cho cái bao tay màu đỏ cùng con trùng quen thuộc nọ đồng thời bay lại. Trải qua phân biệt rõ ràng, anh xác nhận con trùng này cơ bản nhất trí với phân thân Amon lưu lại. Chương 679, Tới Tây, 2 Lão Gia Gia của người bạn thi nhân cùng danh sách với Amon, danh sách 1. Không, không nhất định, cái này có lẽ chỉ là đặc điểm của các danh sách ở trên nếu như, nếu như quả thật là danh sách một, suy xét đến Amon là con tạo vật chủ, vua thiên sứ, có lẽ còn dung hợp tính duy nhất, hoặc đặc tính của phần danh sách một nào khác. Cơ Linh đưa ra suy đoán, lại không thể nào chứng thực. Về phần, trùng thời gian, đã chết đi kia có thể sử dụng làm cái gì, Linh tính khi nào thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, anh bởi vì khuyết thiếu tri thức tương ứng, chỉ có thể tùy tay đưa vào trong đống tạp vật. Bắc Luân, số 7 phố Petinser. Leonard Mitchell ngồi ở trên sofa, ánh mắt nhắm lại, hai chân gác lên bàn, giống như đang dùng giấc ngủ ngắn ngủi bù lại cho cả đêm đã thức. Không biết qua bao lâu, anh ta bỗng nhiên mở to mắt, đè thấp giọng nói. Ra tình huống gì? Có xác định người chân chính mua hỏa chủng không? Trong đầu anh ta lập tức vang lên một thanh âm hơi già nua. Khí tức tôi lưu lại bị thanh trừ bỏ, bị hoàn toàn thanh trừ đi rồi. Ông có phát hiện gì không? Leonard co hai chân lại, trầm giọng hỏi. Thanh âm già nua nọ thở dài nói. Không có. Trước khi tôi phản ứng lại, tất cả đã xong. Nếu bản thân tôi ở trạng thái tốt nhất, có lẽ có thể nắm chắc được manh mối tương ứng, đáng tiếc, tôi đã yếu đi rất nhiều năm. Leonard lặng lẽ chừng 10 giây, lắc lắc đầu nói. Vậy tạm thời bỏ qua chuyện này. Phía trên sương mù xám, Cơ Linh vừa nghe em Linh cầu nguyện ghi nhớ tin tức vật phẩm thần kỳ mà đối phương kể lại, vừa lăn qua lộn lại kiểm tra cái bao tay tên là hỏa chủng kia. Ha ha, như vậy tay phải mình đã có bao tay. Anh cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Trải qua thận trọng suy nghĩ, Cơ Linh bỏ qua lập tức thử đánh cấp ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật trong mắt toàn màu đen. Cái này là vì bảo đảm thành công, hy vọng mang cơ hội lưu lại thời điểm có thể điều phối ma dược bí ngẫu đại sư mới dựa theo ghi chép của thành bạc trắng, cho dù không cần sương mù xám che chắn, thao tác như vậy cũng không có vấn đề, mà có sương mù xám, sự việc sẽ càng không có ngoài ý muốn gì, chẳng sợ đó là ô nhiễm tinh thần tạo vật chủ chân thật, lưu lại. Bình thường cũng có thể sử dụng hỏa chủng mà, ừm, thời điểm cần dùng nó, đem tiền, đồng hồ bỏ túi cùng vật phẩm thần kỳ khác đều đưa lên sương mù xám, yêu cầu không có vật phẩm nào có thể mất đi. Thật ra, cho dù không làm như vậy, vấn đề cũng không lớn, mình là một nhà bói toán, mấy thứ rất đồ đó, còn sợ tìm không ra. Ha ha, bình thường khi chiến đấu, tay trái mấp máy đói khác, tay phải hỏa chủng, chỉ ngẫm lại, đã cảm thấy lợi hại rồi. Cơ Linh thu hồi suy nghĩ, phát hiện liên quan đến ma dược biến ngẫu đại sư danh sách năm cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng, trừ bỏ hai loại tài liệu phụ trợ tương đối thông thường. Anh hơi gật đầu không thể nhận ra, lẩm bẩm không tiếng động. Còn chờ hoàn toàn tiêu hóa ma dược, người không mặc. Sau đó, ngôi thuyền của thượng tướng ngôi sao hoặc của người treo ngược, đi phía đông nhất biển Sunia tìm kiếm Mỹ nhân ngư. Vương quốc Truen, thủ phủ quận đông Chester, thành phố Stone. Audrey rời khỏi trang viên tiến vào biệt thự xã giao xong với nhóm đệ tử quý tộc nơi này, phái người hầu đi ngân hàng ba vác lấy ra một số tiền. Đến tận đây, cô không cần lo lắng gì nữa có thể thoải mái trả hai nghìn bản còn thiếu của quyến giả ngài kẻ khờ cùng trả cho ngài thế giới tám trăm bản tiền đặc tính, bác sĩ tâm lý. 15 phút sau, Audrey mở ra cửa phòng ngủ, liếc mắt nhìn nữ hầu bên người Annie đang giám sát nhóm người hầu làm việc cách đó không xa một cái, cúi đầu nhìn về phía chó lông vàng ngồi ở bên tường, cười đè thấp giọng, ánh mắt trạng rỡ nói. Susie, phần lễ vật mà mày vẫn chờ đã có, chờ mong không? đổi là Audrey trước kia, khẳng định sẽ nói thẳng, Susie, lễ vật của mày đã đến, như vậy sẽ bị chó lông vàng phát hiện cô ở trong phòng cũng có thể lấy được vật phẩm chân thật, mà cái này rất dễ dàng làm cho Susie gần đây khổ độc tri thức cơ sở thần bí học suy đoán về phía nghi thức ma pháp. Sau khi thay đổi lý do, sự việc sẽ biến thành Audrey ở trong phòng ngủ thu được thư, tin tức do thần bí nào đó gửi, xác nhận lễ vật sắp đưa tới, cái này có khả năng rất lớn. Susi đọc ra vui vẻ cùng thái độ chân thành phát ra từ trong lòng Audrey theo bản năng muốn mở miệng chấn động không khí phát ra âm thanh hỏi là lễ vật gì nhưng nó sâu sắc chú ý tới nữ hầu bên người Annie của Audrey đang lại đây nên cảnh giác bỏ qua ý tưởng nguyên bản nó trở về trạng thái của một con chó bình thường vẫy đuôi biểu đạt ra cảm xúc vui mừng chờ mong của bản thân sau khi cố ý tìm lấy cớ đi bên ngoài một vòng Audrey tiến vào phòng thí nghiệm hóa học chuyên môn phân cho mình, mang đặc tính, bác sĩ tâm lý cùng tài liệu phụ trợ nhất nhất bày ở trên bàn dài. Sushi, còn nhớ lưu trình điều phối ma dược lần trước không? Cô hắn hắn ít hầu, thẳng lưng lên, có hứng thú sắm vai nhân vật giáo viên. Uông, nhớ rõ. Sushi đã rõ ràng lễ vật của mình là cái gì, nhất thời cực kỳ cao hứng, Uông ra tiếng. Audrey thuận miệng nói. Mày thử tự mình điều phối một lần đi. Susi cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, đột nhiên lặng lẽ xuống. Audrey đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng lặng lẽ ngắn mũi. Qua vài giây, cướp ở trước chó lông vàng há mồm, cô không có gì dị thường hé miệng cười nhẹ nói: Tốt rồi, Susi, không cần mở miệng, tao biết mày muốn nói cái gì. Mày muốn biểu đạt mình chỉ là một con chó, không có cách nào điều phối ma dược, đúng không? Thật xấu hổ thật xấu hổ. Cùng lúc đó, ori bề ngoài tao nhã đoan trang ở trong lòng che đi gương mặt uông sushi dùng sức gật đầu ori bắt lấy cơ hội xoay người rất nhanh đã điều phối ra ma dược bác sĩ tâm lý cô trước đó đã hỏi sushi biết đối phương thời điểm thứ tư tuần này đã hoàn toàn tiêu hóa ma dược cái này tổng cộng còn chưa đến hai tháng ừ có bộ phận rất lớn nguyên nhân là sushi có vẻ không bị chú ý có thể tùy ý chạy loạn ở trong trang viên cùng biệt thự quan sát người khác thảo luận riêng tư đọc lấy ý tưởng chân thật của nhóm hầu gái cái này cũng rất tốt nó đều sẽ chia sẻ với mình nếu không có nó mình cũng không biết rất nhiều người tư tưởng có một mặt bóng tối như vậy mà bình thường lại rất bình thường rất thiện lương odrirot ma dược vào trong bát đặt ở trên đất cô nhìn Sushi đi qua bắt đầu liếm nước trong lòng khó có thể ngăn chặn có chút chờ mong nho nhỏ Susie có lẽ cũng sẽ chịu ma dược ảnh hưởng, xuất hiện cảm xúc không ổn định. Bất quá không quan hệ, tiểu thư Audrey, bác sĩ tâm lý, đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào có thể trấn an. Ừm, mình càng thích cái tên phân tích tinh thần này, có vẻ càng chuyên nghiệp. Đôi mắt xinh đẹp giống như lục bảo thạch của Audrey nhìn chầm chầm chó lông vàng Susie, phát hiện đồng tử đối phương dần dần làm nhạt, có dựng thẳng lên, phía dưới bộ lông thật dày tự như cũng mọc ra vảy màu vàng lợt mà linh tính thuộc về sushi đang không ngừng lan tràn ra bên ngoài, giống như đang vào cùng không gian cả tòa biệt thự. Bình phục cảm xúc hơi khẩn trương, Audrey chuyên chú quan sát trạng thái của sushi, chỉ cần đối phương xuất hiện một chút dị thường, cô sẽ lập tức vận dụng năng lực phi phạm phân tích tinh thần này. Chương 680, Leonard điều tra. Đột nhiên, thanh âm sushi vang lên ở bên tai của cô. Audrey, tôi thành công. Audrey ngắn ngủi cũng không biết nên nói cái gì. Trong cảnh trong mơ, Daisy si lại nhớ tới khu đông, về tới căn nhà trọ cũ kỹ đã sống nhiều năm kia. Cô đẩy cửa phòng ra, thấy mẹ Ly cùng chị Freya đang vất vả cần cù giặt ủi quần áo. Daisy si trở nên vui mừng, liền muốn gia nhập vào, phụ trách ủi khô. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng thùng. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chơi là người nam trẻ tuổi mặc cảnh phục đen trắng cảnh quan này tóc đen mắt xanh diện mạo hơi có chút mơ hồ cầm vỡ cùng bút mở miệng dò hỏi trong án ca tin trừ những thứ cô đã nói ra còn có cái gì chưa nói đó đều không phải là chuyện quan trọng Daisy si có chút mơ mơ màng màng trả lời cảnh quan anh tuấn nọ cúi đầu nhìn bản bút ký nói không sao tôi nguyện ý nghe Daisy si quay đầu nhìn những món quần áo được treo lên cảm thấy mình tự như quên dặn dò gì đó. Cô thành thành thật thật miêu tả chi tiết vụn vặt, cuối cùng nói: "Sau khi tôi bị bắt cóc, mẹ cùng chị tôi có ủy thác vị thám tử tư đi tìm, ông ta là ngài Sherlock Moriarty. Ông ta là một người tốt, tuy không thể trực tiếp tìm được tôi, nhưng sau có liên lạc phóng viên giúp ta tranh thủ quỷ bồi thường." Cảnh quan tóc đen mắt xanh lại ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Daisy si một cái, lộ ra nụ cười ấm áp nói: "Tốt lắm." tôi thực hài lòng với trả lời của cô. Cô còn nhớ bộ dáng vị thám tử tư kia không? Daisy si gật gật đầu, không chút nào kinh ngạc thấy ngài Sherlock Moriarty xuất hiện ở bên cạnh. Vị đại thám tử này để chồng râu rậm, mang mắt kính viền vàng, bộ dáng không có gì khác với trong trí nhớ của cô. Cảnh quan tóc đen mắt xanh sau khi quan sát kỹ vài lần, Daisy si không biết ông ta rời khỏi khi nào, cũng không biết mẹ cùng chị trong phòng vì sao bỗng nhiên không thấy cô chạy cả khu đông, tìm kiếm bóng người quen thuộc, cuối cùng ở trong quệ oải cùng bi thương mãnh liệt tỉnh lại, nhìn trần nhà tăm tối của ký túc xá trường học, dại ra vài giây. Daisy si không có phát ra âm thanh, nhưng người đi, mang hơn nửa khuôn mặt vùi vào gối. Mép gối, dấu vết ướt ác dần dần mở rộng. Tiến vào cảnh trong mơ của Daisy si đúng là Leonard Mitchell, tuy hắn điều tra điểm giống nhau giữa hai án là vì để bản thân có thời gian làm chuyện khác, nhưng biểu hiện ở mặt ngoài là vẫn không quên làm, kết quả, thật sự bị hắn phát hiện ra chút vấn đề. Trong án ra nuốt cùng án Capin, đều xuất hiện vị thám tử tư tên là Sherlock Moriarty kia, cùng với phóng viên Michael Joseph bạn của anh ta. Tuy bọn họ đều chỉ là hoạt động ở rìa sự việc, nhưng là một phương hướng điều tra, a à, Sherlock Moriarty kia có chút nhìn quen mắt, sẽ là tội phạm truy nã nào à? Leonard hồi ức những gì chứng kiến trong mộng, mang bao tay đỏ, tiến vào tầng hầm giáo đường SCT Samuel. Anh ta vừa chào hỏi đội trưởng tiểu đội Suez, đã thấy một người bạn tới gần, đưa qua hai tờ giấy mỏng manh, tình huống người nam mắt đỏ giáo đường Havet mà cậu muốn điều tra đều ở trong này. Cảm ơn, cùng nhau dùng bữa trưa không? Leonard mỉm cười hỏi. Kẻ gác đêm kia nhúng bả vai nói. Không, chỉ muốn cậu không để cho tôi gặp ác mộng là được rồi. Thành giao, Leonard cười tiếp nhận tư liệu. Anh ta đứng ở tại chỗ, không vội ngồi xuống, tùy ý lật xem. Em Linh Oai, một quỷ hút máu, trước mắt lệ thuộc cho giáo hội đại địa mẫu thần. Anh ta từng mất tích một đoạn thời gian, cha mẹ anh ta có ủy thác thám tử tư tìm kiếm, từ một người gọi là Stuart giới thiệu, chuyện này cuối cùng được đại thám tử Sherlock Moriarty giải quyết. Ý cười trên mặt Leonard dần dần lắng động lại, trở nên tương đương nghiêm túc. Sherlock Moriarty. Anh ta lặp lại cái tên này ở trong lòng. Cơ Linh không vội đi tìm cơ hội sắm vai chân thật, lấy tư thái người lữ hành xem xét cho thành phố cảng đảo Olavi, tìm kiếm thả lỏng ngắn ngủi trong cuộc sống khẩn trương không có chút khe hở. Tòa thành thị này lấy di dân Ruen mới làm chủ, phong cách thực vật không khác nhau quá lớn với bờ biển Đông Vương quốc, chỗ khác nhau là ở nơi này tồn tại hoa quả mới mẻ hiếm thấy cùng đủ loại hải sản, cũng coi như có chút đặc sắc. Nơi này tài nguyên tự nhiên phong phú, lại ở điểm mấu chốt tuyến đường an toàn, cuộc sống mọi người coi như không tệ, cho dù nông dân ngoại ô, cũng có thể thông qua vườn trái cây để có được tích tụ nhất định. Cái này không phải nói Olavi không có bần dân, không có tầng dưới đấy, chỉ là giai tầng này chủ yếu từ các nô lệ. Hội đồng Ruen đã sớm thông qua dự luật hủy bỏ chế độ nô lệ. Ăn trái cây nhiều nước và ngọt, Cơ Linh nhìn sắc trời đã biến đen, vòng qua góc đường, tiến vào một quán ba tên là chanh ngọt. nó là một trong những điểm nhà mạo hiểm tụ tập nổi danh nhất olavi. Cờ linh tính ở trong này tìm hai loại tài liệu phụ trợ còn lại tương đối thông thường của biến nổ đại sư là võ cây long văn cùng nước suối sunia màu vàng. lúc này trong quán ba đã tương đương náo nhiệt. xung quanh đài quyền anh có không ít người nâng ly, cao giọng hò hét. quanh bàn bốn phía một đám người tự như là nhà mạo hiểm đang thấp giọng trao đổi các loại lời đồn. Cơ Linh đang muốn chen về phía quầy ba, bỗng nhiên nghe được tên của mình. Tao là Herman Sparrow, tụi mày hẳn biết tao là ai, tao chiếm được một phần tàn bảo đồ, cần thuê chút trợ giúp, cái này không phải tao sợ hãi, mà là một mình tao không được mang theo được nhiều tài bảo như vậy. Một người nam mắt xanh chừng 30 tuổi nâng ly rượu mạnh, đang nói với hai nam hai nữ không biết là thương nhân hay là nhà mạo hiểm ở trong góc. Cậu cũng tên là Herman Sparrow tàn bảo đồ, sao lại nghe qua như là âm mưu. Chuyện mình sang giết, kẻ xảo ngôn, đã truyền từ bay âm sang bên này. Ừm, hẳn là thông qua phương thức điện báo cùng lữ khách, cho nên, rất nhiều người đã biết tên cùng sự tích của mình, lại không rõ ràng lắm diện mạo của mình. Từ đó có tên lừa gạt bắt lấy cơ hội này, giả trang mình gạt người. Cơ Linh hơi giật mình đi qua. Người nam mắt xanh nọ uống ngụm rượu mạnh, mang cái ly trùng trùng vỗ lên trên mặt bàn nói, cự tuyệt hay là đồng ý, tao đều không ngại, nhưng tao chán ghét người khác bắt tao phải đợi. Chẳng lẽ tụi mày muốn giống như kẻ xảo ngôn sao? Người nam trẻ tuổi đối diện có chút sợ hãi mở miệng nói. Tôi biết ngài là một nhà mạo hiểm mạnh mẽ. Cho nên, người nam mắt xanh cắt ngang lời của đối phương. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cổ áo căng thẳng, bị người cứng trắng nhấc lên, quẳng về phía cửa. Cơ Linh không có giải thích gì, trực tiếp mặt không chút thay đổi mang người này quảng ra ngoài. Sau đó, anh rút ra súng ngắn, nhắm về chỗ người nam nọ ngã xuống, không hề cố kỵ nhấn cò súng. Phanh! Người nam mắt xanh nọ vừa rơi xuống đất, đã thấy mặt đất dưới hắn bắn ra hoa lửa, bị dọa sợ hãi làm cho những từ hung ác đã tới bên miệng nháy mắt đảo ngược trở về, lăn tròn rời khỏi quán ba. Không cần nói gì khác, hắn nhỏ yếu đã trực tiếp chứng minh hắn không phải Herman Sparrow. Cơ Linh không để ý tới những kẻ ngu ngốc bị lừa kia, lễ phép thổi hồng súng, mang súng ngắn thu trở về dưới nách. Tiếp theo, anh ở trong bầu không khí bị tiếng súng kinh sợ tạo thành một mảng yên tĩnh dặm, chậm rãi đi hướng quầy ba.